Y đạo quan đồ, Trương Nhất châm. Chương 1586, bắt nạt người ta, hai. Đinh Cao Sơn thở dài nói, tô cục, nhắc hắc điếm ở đường Hải Phong thật sự rất ảnh hưởng tới hình tượng của Bắc Cảng, chính bởi vì sự tồn tại của bọn họ, tỷ lệ phạm tội mới nhiều như vậy. Y tạm dừng một chút rồi lại nói, bí thư Trương đi rồi à. Tô Vinh Thiêm nói, đi rồi, hắn hình như vẫn chưa hết giận. Đinh Cao Sơn nói, tô cục, Chúng ta quan hệ nhiều năm như vậy, có một số lời tôi xin cứ việc nói thẳng, chuyện hôm nay anh nếu xử lý không tốt chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái đấy. Trong lòng Tô Vinh Thiêm rất căng thẳng, điều mà y muốn nghe chính là những lời này, vội vàng nói Cao Sơn huynh xin chỉ giáo. Đinh Cao Sơn nói, hai người con gái vừa rồi, một người là con gái của bí thư tỉnh ủy Bình Hải Tiền nhiệm, một người là em họ của cô ta. Tô Vinh Thiêm run giọng nói, anh là nói, họ là cháu gái của Kiều lão? đinh cao sơn nói tôi cũng không biết nhưng bí thư tưởng quen nếu như chuyện này không thể phá mau chóng vạn nhất kiều ra truy cứu xuống tôi thấy tô vinh thiêm lúc này trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh một lát sau y mới phục hồi tinh thần lại từ trong hoảng sợ đa tả cao sơn huynh đã chỉ điểm cao sơn huynh anh thấy có thể an bài cho tôi và bí thư trương gặp mặt không câu thông một chút đinh cao sơn nói an bài cho các anh nói chuyện với nhau không phải quá khó nhưng anh cũng phải thể hiện thành ý Tôi thấy phá án đúng lúc mới là căn bản. Tô Vinh Thiêm nói, Cao Sơn Huynh, Bắc Cảng lớn như vậy, cho dù chúng tôi toàn lực ứng phó thì vụ án này cũng không phải là trong nhất thời nửa khắc có thể giải quyết được. Đinh Cao Sơn nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tôi nghe nói đó là một chiếc Mercedes Việt giá, xe giá hơn 200 vạn, người có gan nuốt ở Bắc Cảng cũng không nhiều, phương diện này anh chắc rõ ràng hơn tôi. Đinh Cao Sơn nói tới đây thì cho rằng mình đã hết lòng rồi mỉm cười nói, tôi về nhà dây, tô cục, chúc anh sớm ngày phá án. Tô Vinh Thiêm gác điện thoại, lưu ý thấy Thi Quang Minh lại tới ngoài của sổ xe, y hạ cửa kính xe xuống, bực bội nói, chuyện gì? Thi Quang Minh nói, tô cục, hơn 30 người bắt tất cả à? Tô Vinh Thiêm tức giận nói, Phạm là người tham gia vây công bí thư trương thì bắt lại tất cả cho tôi, còn toàn bộ nhà hàng có liên quan đóng cửa hết, anh nói với họ, nếu không cung cấp ra manh mối, nếu không tìm thấy vật bị mất thì bảo bọn họ đền. Thi Quang Minh ngây ra, gì cơ? Tô Vinh Thiêm chỉ vào mũi Thi Quang Minh, tôi cho anh 12 tiếng đồng hồ, nếu không được vụ án này thì anh tốt nhất chủ động đưa đơn từ trước tới bàn tôi. Tô Vinh Thiêm nói xong khởi động xe cảnh sát rời đi. Thi Quang Minh ngơ ngác đứng, hắn cuối cùng cũng ý thức được tối nay gặp một vụ án kinh thiên rồi. Không phải là bản thân tình tiết vụ án phức tạp mà là thân phận và bối cảnh của người liên quan tới vụ án. Trương Dương dẫn Kiều Mộng Viện và Thì Duy tới khách sạn Kim Sắc Cảng Loan thuộc tập đoàn Hoa Quang. Trương Dương trước khi đi đã gọi điện thoại cho Tiêu Mân Hồng. Tiêu Mân Hồng nghe nói Trương Dương muốn an bài chỗ ở cho bằng hiếu. Cô ta không khỏi cười nói, điều kiện của Kim Sắc Cảng Loan không bằng Bạch Đảo. Tới Bạch Đảo đi, tôi sẽ phái du thuyền đi đón các anh. Trương Dương nói, Trương Dương nói, không cần, ngày mai còn phải làm việc ở Bắc Cảng. Audio điện tử võ tấn bền. Tiêu Mân Hồng nói, được rồi, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị phòng si view, anh trực tiếp tới là được. Trương Dương buông điện thoại, nói với Kiều Mộng Viện, tới mà không báo trước cho tôi một tiếng, giờ thì hay rồi, gặp phiền phức rồi. Thì Duy Cam giận nói, anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa à, anh làm bí thư kiểu gì đấy, chị An Bắc càng loạn thành thế nào rồi. Thành thị ven biển gì chứ, phong cảnh xinh đẹp Việt Trần gì chứ, nghe anh thổi lên tận trời, nhưng vừa tới đã thấy căn bản chính là một ổ tặc. Trương đại quan nhân cười khổ nói, tôi nói này thì duy, miệng cô có thể tích chút đức không? Thứ nhất tôi là bí thư Tân Hải, nơi này là Bắc Cảng, không phải tôi quản, thứ hai, chỗ nào mà không có trộm. Kinh thành Phi rằng là dưới chân thiên tử, cũng có góc mà ánh mặt trời chiếu không tới, các cô mất đồ, có liên quan nhất định tới tình hình trị an của Bắc Cảng không tốt, đồng thời các cô cũng phải tìm nguyên nhân từ trên người các cô, xe mất thì tôi thôi không nhắc đến, nhưng các cô ăn cơm không ngờ lại để túi bị người ta rạch để mất sạch đồ hai người các cô cũng quá sơ suất rồi ô chúng tôi là người bị hại anh ngược lại trách chúng tôi có kiểu đối đãi với khách như anh không chị chúng ta đi em chịu không nổi nữa rồi kiều mộng viện dịu dàng cười nói đi đi đâu chứ xe không còn tiền và giấy tờ đều mất hiện tại chúng ta chỉ biết trông cậy vào hắn thôi không tìm được đồ về thì chúng ta cứ ở chỗ hắn trương đại quan nhân cười ha ha cầu còn không được thằng cha này nghĩ rằng nếu cô nguyện ý dựa vào tôi cả đời vậy tôi thả cả đời không tìm đồ về cho cô kiều mộng viện lập tức đoán được tâm ý của hắn mặt đỏ lên cũng may có bóng tối che đi không lo bị người khác nhìn thấy thì duy ở bên cạnh nói cái gì mà cầu còn không được anh đúng là không có tự trọng trương đại quan nhân nói ôi cô sao lại nói vậy thì duy nói anh vui nhưng tôi không vui kiều mộng viện cười nói tương hoa quả của cô cũng sẽ không nguyện ý thì duy nói đừng có nhắc tới hắn nhắc tới là tôi giận đấy ô tô tới khách sạn kim sắc cảng loan trương dương dẫn bọn họ đi vào đại sảnh kiều mộng viện và thì duy bị trộm sạch lúc này cũng chẳng có hành lý gì khi trương dương chuẩn bị tới quầy lễ tân làm thủ tục thì tiêu mân hồng lại gọi điện thoại tới bí thư trương đến chưa trương dương nói vừa tới đại sảnh còn chưa làm thủ tục tiêu mân hồng nói anh đợi chút tôi tới đây Trương Dương ngây ra một thoáng, cô cũng tới à. Đang nói chuyện thì Tiêu Mân Hồng đã đi vào cửa xoay, cô ta mặc váy dài màu bạc, khoác áo choàng vai màu đen, vừa nghe điện thoại vừa đi vào đại sảnh, cô ta thấy Trương Dương thì mỉm cười vẫy tay với hắn. Thì Duy nhìn thấy Tiêu Mân Hồng, hừ một tiếng nói, đúng là đi đến chỗ nào cũng đều là cờ màu phấp phới. Trương Đại Quan Nhân không để ý tới câu nói mát của cô ta, đang chuẩn bị đi tới đón thì lại nghe thấy Tiêu Mân Hồng kinh hỉ nói, mộng viện sao lại là cô kiều mộng viện hiển nhiên cũng không đoán được lại gặp người quen lại ở chỗ này cô ta cũng kinh hỉ nói mạch kỳ nhi cô về nước anh từ lúc nào thế từ trong đối thoại của hai người có thể biết rằng hai người quen biết đã lâu hai người đồng thời bước nhanh về phía đối phương nắm lấy tay nhau vui mừng nhảy nhót bất kể là kiều mộng viện trầm ổn hay là tiêu mân hồng thạo đời trên người họ đều rất ít khi sẽ phát sinh chuyện như vậy lúc này biểu hiện của họ tựa như hai tiểu cô nương ngây thơ hai người cười vui một lúc kiều mộng viện mới dắt tay tiêu mân hồng tới trước mặt trương dương giới thiệu với hắn nói trương dương vị này là mạch kỳ nhi bạn học đại học của tôi ở nước mỹ xem ra hai người cũng quen nhau rồi trương đại quan nhân cười nói mạch kỳ nhi thì tôi không biết tiêu mân hồng thì tôi biết tiêu mân hồng nói chúng tôi đã rất nhiều năm rồi không liên lạc mộng viện sau đó về nước gây dựng sự nghiệp tôi thì phát triển ở nước mỹ hai năm trước mới trở lại trong nước tiêu mộng viện nói còn không biết xấu hổ mà nói nữa à trở về cũng không liên hệ với tôi tiêu mân hồng nói bận làm ăn quá thực sự không có thời gian tuy rằng biết cô phát triển ngay tại bình hải nhưng vẫn không có thời gian trôi qua tới tìm cô không có thời gian đi tìm tôi nhưng ngay cả điện thoại cũng không gọi được một cú ư tiêu mân hồng cười nói kể ra thì dài lắm lát nữa chúng ta nói kỹ sau hai người tán gẫu rất vui bỏ rơi trương dương và thị duy Kiều Mộng Viện và Tiêu Mân Hồng tán gẫu không ngừng, khiến cho Thì Duy uất nghẹn. Chị, chị quên em rồi à? Kiều Mộng Viện lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có những người khác, cười cười giới thiệu Thì Duy với Tiêu Mân Hồng. Tiêu Mân Hồng và Thì Duy bắt tay nhau, tán dương. Ở nước Mỹ tôi đã nghe Mộng Viện nói cô ấy có một cô em gái rất xinh xắn, giờ gặp thì thấy đúng là vậy thật. Thì Duy được khen, mặt không ngờ có chút đỏ lên, cô ta ngượng ngùng nói, vẫn là chị đẹp hơn. Tiêu Mân Hồng nói dung nhan của nữ nhân có liên quan trực tiếp tới tuổi tác, không ai giữ mãi được tuổi xuân quả, tôi già rồi." Trương Dương nói, "Thôi các cô đừng có khen nhau nữa, ở trong mắt tôi ai cũng là mỹ nữ đỉnh cấp cả, hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi, không thể nào cứ đứng mãi ở đại sảnh được." Tiêu Mân hồng cười nói, "Là tôi thất lễ, bí thư Trương, tôi cũng không biết là mộng viện tới, đi, tôi an bài phòng đã, lát nữa chúng ta tới nhà ăn ăn cơm." Hành lý đâu? Tiêu Mân Hồng lúc này mới lưu ý thấy bọn họ tới đây mà không mang hành lý. Kiều Mộng Viện cười nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Tiêu Mân Hồng an bài chỗ ở cho họ, Trương Dương cũng không định đi, bảo Tiêu Mân Hồng mở phòng cho mình, vào phòng thì trước tiên gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông hỏi tình huống tiến triển vụ án của Triệu Kim Khoa. Chương 1587, bắt nạt người ta ba. Trình Diễm Đông nói, chúng tôi đã bắt vợ hắn rồi vợ của hắn một mực nói là không biết gì về tình huống của hắn bí thư trương chuyện này đã có thể xác định cơ bản là mưu sát nhưng không tìm thấy nhân vật liên quan hắn tạm dừng một chút rồi nói chắc là diệt người diệt khẩu có người sợ chúng ta điều tra sâu hơn từ trên người triệu kim khoa có thể sẽ tra tới người hắn cho nên xuống tay trước trừ bỏ triệu kim khoa hiện tại tất cả manh mối đều bị chặt đứt trương dương nói đừng sốt ruột cứ kiên nhẫn điều tra diễm đông thị lý vô cùng coi trọng chuyện này đã tổ chức một tổ điều tra do phó bí thư ủy ban kỷ luật nghiêm chính phụ trách phỏng chừng ngày mai sẽ tới tân hải trình diễm đông rõ ràng có tình tự bất mãn bí thư trương bọn họ tới làm gì có phải thấy chúng ta không có năng lực giải quyết tốt chuyện này hay không trương dương nói xuất phát từ hảo ý của các lãnh đạo thôi trình diễm đông nói sợ bọn họ sau khi tới thì khoa tay múa chân chế tạo chướng ngại Trương Dương nói, cho nên chúng ta phải bảo lưu đối với tình huống cụ thể, không thể nào nói hết cho bọn họ được, thói đời hiện giờ kiểu người gì cũng có, có người có thể là thật lòng tới giúp đỡ điều tra tình huống, còn có một số người thuần túy là tới gây chuyện, đối với người có thiện ý thì chúng ta hoan nghênh cả hai tay, nếu thuần túy là tới gây chuyện thì bảo họ cút đi xa. Trình Diễm Đông bật cười, Bí thư Trương, anh nói thế nào thì tôi sẽ làm đúng như thế. Trương Dương nói, tóm lại anh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cứ để tổ điều tra cấp trên cảm nhận được thành ý của chúng ta, cũng đừng cho bọn họ can thiệp quá nhiều vào công tác của chúng ta." Trình Diễm Đông nói, "Rõ rồi, ngài cứ yên tâm đi, Bí thư Trương, ngài sáng mai có về không?" "Tổ điều tra tốt nhất là ngài tự tay đối phó." Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, "Tôi lười gặp họ lắm, hôm nay ở Bắc Cảng gặp chút chuyện, tôi phải giải quyết chuyện này đã." Trình Diễm Đông nghe nói hắn gặp phiền toái, lập tức quan tâm hỏi Trương Dương giản lược kể lại cho hắn, Trình Diễm Đông ở bên kia bật cười, "Bí thư Trương, chuyện này thật ra không phiền toái đâu, thị trường hải sản đường Hải Phong có tiếng là hỗn loạn ở Bắc Cảng, phàm là một địa khu trị an hỗn loạn, tất nhiên có liên quan tới cảnh sát, trong khu trực thuộc của bọn họ xảy ra chuyện, bọn họ có gì mà không rõ. Anh nói xem, chuyện trộm xe có lẽ là bọn khu khác làm, nhưng chuyện nhỏ như trộm ví tiền, bọn trộm vật đều có quy củ, bọn chúng ai có địa bàn nấy." Dưới tình huống thông thường sẽ không gây án ở khu khác, tôi dám nói đám trộm vặt thường hoạt động ở khu đường Hải Phong, cảnh sát khu trực thuộc khẳng định đều biết, chỉ cần họ tra nghiêm túc thì nhất định có thể điều tra ra. Trương đại quan nhân nói, chẳng trách người ta nói cảnh sát và kẻ trộm là người một nhà. Trình Diễm Đông bởi vì những lời này của Trương Dương mà cảm thấy xấu hổ, ho khan một tiếng nói, "Bí thư Trương, ngài đừng có thể một gậy đánh chết tất cả không?" Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Trương Dương nói, tôi không nói chuyện với anh nữa, có khách tới. Hắn gác điện thoại gác điện thoại đi ra mở cửa, nhìn thấy Tiêu Mân Hồng và Kiều Mộng Viện xuất hiện ở ngoài cửa. Trương Dương nói, thì duy đâu? Kiều Mộng Viện nói, đường dây điện thoại nóng. Tương hoa quả hà. Kiều Mộng Viện cười nói, còn có thể là ai nữa? Nó bảo chúng ta đi ăn cơm trước, nó lát nữa sẽ đến. Ba người lên thang máy ngắm cảnh, đi thang máy tới tầng 29 của Kim Sắc Cảng Loan, Trương Đại Quan Nhân nhìn ra bên ngoài qua thang máy ngắm cảnh, không biết vì sao lại nhớ tới Triệu Kim Khoa, thằng ôn này lúc từ trên tầng 10 ngã xuống thi trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì nhỉ. Kiều Mộng Viện tao ngộ rồi tao ngộ ở Hắc Điếm, cơm chiều căn bản vẫn chưa ăn, Tiêu Mân Hồng gọi vài món đặc sản của khách sạn, lại gọi một bình Louis, Trương Dương không thích uống rượu vang, Tiêu Mân Hồng gọi cho hắn một bình Mao Đài. Bọn họ đợi trong chốc lát vẫn không thấy thì duy tới, Kiều Mộng Viện đề nghị ăn cơm trước tiêu mân hồng cầm chén rượu lên nói mộng viện còn nhớ tình cảnh năm đó chúng ta uống rượu ở khách sạn miri không Tiêu mộng viện cười nói sao lại không nhớ buổi tối hôm đó chúng ta đều uống say tôi còn nhớ rõ cô lúc đó vừa mới thất tình tiêu mân hồng cười nói cô so với tôi thì có tốt hơn gì đâu chúng ta vốn rất vui vẻ nhưng càng uống càng thương tâm sau cùng thì ôm nhau khóc lóc trương đại quan nhân tự châm tự ẩm cái đó hai người nói ra cho tôi nghe đi đừng có coi tôi như không khí. Tiêu Mân Hồng nói, không nói, đợi lát nữa ăn cơm chiều, chúng tôi cầm rượu vang trở về phòng nói chuyện, để tránh anh nghe lén chuyện riêng tư của chúng tôi. Kiều Mộng Viện nói, mẹ kỳ nhi, tôi vẫn phải trách cô mấy câu, cô về nước lâu như vậy, vì sao không liên hệ với tôi. Tiêu Mân Hồng nói, chú tôi trên cơ bản đều giao sinh ý trong nước cho tôi, tôi bận đến mức căn bản là không thể phân thân, hơn nữa, tôi có chút không dám gặp cô, Cô ta nhìn Kiều Mộng Viện nói, tôi không muốn nhắc tới quá khứ, tôi muốn quên sạch một số ký ức. Kiều Mộng Viện cười nói, cũng bao gồm cả tôi ư? Tiêu Mân Hồng gật đầu nói, tất cả, tất cả. Nói xong cô ta lại nói, có điều tôi sau khi nhìn thấy cô mới phát hiện tôi đã được giải thoát rồi, đã quên tất cả những gì trước kia rồi, tôi hiện tại nghĩ lại cũng thấy lạ, lúc trước vì sao lại thích nam nhân đó. Thật đó, nếu không nhìn thấy cô, tôi cho rằng mình vẫn nhớ anh sau khi thấy cô tôi mới phát hiện mình thực sự đã được giải thoát từ lâu rồi kiều mộng viện nói thật ư cô đã thực sự quên hắn rồi ư tiêu mân hồng nói đã quên rồi đã quên hoàn toàn rồi còn cô kiều mộng viện mỉm cười nói tôi đã sớm tìm lại mình rồi nữ nhân mà nhất định phải yêu bản thân một chút sống vì mình mới là quan trọng nhất tiêu mân hồng và kiều mộng viện chạm cốc đồng ý tôi cũng cho rằng như vậy Trương đại quan nhân cảm thấy rất không thú vị, tôi nói này hai vị nữ cường nhân, một người to lớn như tôi ngồi sờ sờ ở đây, mà các cô coi như tôi không tồn tại à. Thế chẳng phải là khi dễ người ta ư. Giọng nói của thì duy từ phía sau vang lên, khi dễ anh thì sao? Ai bảo nam nhân các anh khi phụ nữ nhân chúng tôi hơn 5.000 năm rồi, giờ đã là thế kỷ 20, cũng nên đến lượt chúng tôi trở mình hát bài ca nông nô rồi. Trương đại quan nhân cười nói, Lịch sử năm ngàn năm cũng không chỉ là nam nhân khi dễ nữ nhân, dạng nhân vật như võ tắc thiên, từ hy cũng không thiếu, kỳ thực chỉ cần mọi người vui vẻ, ai nằm trên ai nằm dưới chẳng phải cũng giống nhau ư. Một câu của thằng ôn này khiến cho cả ba người tiêu mân hồng đều đỏ mặt, tiêu mân hồng gắt, bí thư trương, tôi sao nghe những lời này của anh có chút thành phần sắc thái thế hả? Trương Dương nói, cô đúng là chỉ nghĩ linh tinh, con người tôi rất đơn thuần thì Duy đẩy một cái vào vai Trương Dương rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn á, sở trường lớn nhất chính là nói những lời lưu manh, thấy chúng ta không để ý tới hắn thì liền nói mấy câu lưu manh để tìm lại cảm giác rằng mình tồn tại ý mà. Phân tích của thì Duy đối với Trương Dương là nhất châm kiến huyết, tất cả mọi người đều bật cười. Kiều Mộng Viện nói, tôi đồng ý. Trương Đại Quan Nhân thở dài, Mộng Viện, cô học xấu rồi, trước đây cô không bao giờ khi dễ tôi cả. Tôi nói này, ba người các cô hôm nay là giáp tâm muốn khi phụ tôi đúng không? Tiêu Mân Hồng nói, tôi thì không dám, ngài là quan phụ mẫu của Tân Hải, về sau tôi tới bên đó làm ăn còn phải nhờ bí thư trương chiếu cố nhiều. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cô cẩn thận một chút, đừng đắc tội với tôi, nếu không đến lúc đó tôi sẽ quan báo tư thủ đó. Thì Duy nói, tôi đã nói hắn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, tầm nhìn hạn hẹp, quan báo tư thủ mà. Trương Dương xin khoan dung nói, thì Duy, tôi tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của cô, không cần cô tri ân báo đáp, nhưng cô cũng đừng lấy oán trả ơn chứ, cô đã quên, lúc trước ai cứu cô từ trong hồ nước lạnh như băng lên. Là ai đã hô hấp nhân tạo cho cô ư? Thì Duy đỏ mặt, giờ đúa lên gõ vào đầu hắn, anh đê tiện hạ lưu. Tiêu Mân Hồng cười khanh khách nhìn bọn họ, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh Trương Dương cứu mình, trong mông lung nhớ mang máng bờ môi của hắn vô cùng nóng rực gợi cảm, Tiêu Mân Hồng nhớ lại nhiệt độ lúc đó, trong lòng bóng dưng cũng nóng lên, cô ta cầm chén rượu lên nói, bí thư trương, tôi kính anh. Trương Dương chạm cốc với cô ta, vẫn là tiêu tiểu thư có hậu đạo, chuyện của các cô, tôi tuy rằng không chen được miệng vào, nhưng tôi cũng nghe ra, ba cô đều gặp tổn thương trong tình cảm, là một người từng trải, tôi nói với các cô rằng, cái gì gọi là tình cảm, các cô căn bản vẫn không hiểu đâu. Thì Duy hừ một tiếng, chúng tôi không hiểu, anh thì hiểu à, Trương Dương, tôi ghét nhất là loại người như anh lúc nào cũng giống như mình là người thông minh nhất thiên hạ vậy anh thì biết cái gì anh biết tình cảm mới là lạ đó tình cảm chỉ thuộc về người tư tưởng đơn thuần anh à quá phức tạp kiều mộng viện nhấp một ngụm rượu rất có hứng thú nói tôi cũng muốn nghe xem hắn giải thích thế nào tiêu mân hồng nói tôi cũng có hứng thú bí thư trương lý giải của ngài đối với tình cảm chắc sẽ không khiến chúng tôi thất vọng đâu chương 1588, hiệu suất 1. Trương đại quan nhân không chút hoang mang uống một ngụm rượu, nói tình cảm à, tên như nghĩa thôi, có cảm giác mới có tình phận, không có cảm giác thì không có tình phận, nếu như giữa nam nữ thủy chung đều có cảm giác thì loại cảm giác này có thể kéo dài cả đời, đó chính là tình yêu. Thì Duy nói, sặc, còn tưởng rằng anh có thể nói ra sáng ý gì, thô tục, tôi thấy trình của anh cũng chỉ có vậy thôi. Tiêu Mân Hồng nói, mới nghe thì thông tục, nhưng cân nhắc kỹ thì thấy rất có ý tứ, giống như tôi trước đây vậy, lúc ấy đối với hắn yêu chết đi sống lại, mang ý niệm ngoài hắn ra thì không chịu cưới ai, nhưng sau lần đó uống say với mộng viện đột nhiên cảm thấy không đúng, hiện tại nghĩ lại thì tôi vẫn không hiểu vì sao lúc trước lại thích một người đến vậy. Kiều mộng viện không nói gì, lại nhớ tới cô ta và hứa gia dũng, thật ra năm đó giữa cô ta và hứa gia dũng đâu có phải là như Tiêu Mân Hồng nói, cô ta đối với hứa gia dũng cũng từng có lúc yêu đắm đuối si mê. Nhưng về sau cái loại cảm giác này càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng theo gió biến đi, hiện tại nghĩ đến Hứa Gia Dũng, cô ta chỉ cảm thấy Hứa Gia Dũng khi còn sống rất đáng thương, nhưng không có bất kỳ cảm giác đau lòng nào, có lẽ đây đúng là những gì mà Trương Dương nói, không có cảm giác thì không có tình phận. Biến hóa trên tình cảm của cô ta có quan hệ trực tiếp tới Trương Dương, chính là sự xuất hiện của Trương Dương mới khiến cô ta quên được Hứa Gia Dũng, nhìn Trương Dương, nội tâm kiều mộng viện cực kỳ phức tạp, cô ta đã thử xa rời Trương Dương cố gắng tránh gặp mặt hắn, nhưng trên người Trương Dương lại có một loại ma lực nói không nên lời, khiến cô ta không kìm lòng được lại nhớ tới hắn, khi không gặp hắn sẽ thấy nhớ, nhưng khi hắn ở ngay trước mắt thì trong lòng vẫn không nhịn được mà nhớ hắn, đây là cảm giác mà Kiều Mộng Viện chưa bao giờ có. Mặc dù là ở trên người hứa ra dũng cũng chưa từng tìm thấy, yêu cũng phân đậm và nhạt, Kiều Mộng Viện lặng lẽ nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự đã yêu hắn rồi. Đã rơi vào lưới tình không thể thoát ra rồi. Tiêu Mân Hồng nhìn thấy Kiều Mộng Viện ngơ ngác xuất thần, không nhịn được nói, Mộng Viện, cô thấy thế nào? Kiều Mộng Viện cười, cô ta nhìn Trương Dương nói, một người, cả đời có thể yêu rất nhiều người, nhưng cô tin một người có thể đồng thời yêu rất nhiều người không? Trương Đại Quan Nhân nói, tình cảm giống như uống rượu vậy, người không giống nhau, tử lượng cũng không giống nhau, có người uống một chén thì nôn, nhưng có người uống cả ngàn chén cũng không say. Nếu đem rượu so sánh với tình cảm, các cô có thể nói người chỉ có thể uống một chén là người thật sự hiểu rượu. Còn người có thể uống một ngàn chén là kẻ một khiếu cũng không thông ư. Rõ ràng là không phải, người giỏi thì làm nhiều, từ cổ đến giờ đều là đạo lý này. Tùy Dương Đế cũng từng yêu, Đường Thái Tông cũng từng yêu, Võ Tắc Thiên cũng từng yêu thật lòng, mỗi người đều có tiêu chuẩn tình cảm của mình. Cho dù tình cảm quan của hắn không được xã hội chấp nhận. Thì Duy trợn tròn hai mắt nói, tôi khinh, anh đây là logic khốn nạn, theo như anh nói, nam nhân hoa tâm mới là nam nhân tốt. Trương đại quan nhân mỉm cười nói, tôi không nói với cô, với tình thương của cô căn bản không thể nào hiểu được tư tưởng của tôi. Tiêu Mân Hồng nói, bí thư trương, những lời này của ngài tôi nghe mà cũng có chút giận cả người, thật đấy, sao nghe cứ như là cái cớ để hoa tâm của nam nhân vậy. Trương đại quan nhân mỉm cười, tôi lại lấy thêm một ví dụ nhé, một mâm rau cải trắng. Một mâm thịt nướng đặt ở trước mặt các cô, nếu cô chọn rau cải trắng, cô có thể độc hưởng. Nhưng nếu cô chọn thịt nướng thì cô phải dùng chung với những người khác, vậy cô chọn thịt nướng hay là chọn rau cải trắng? Tiêu Mân Hồng ngây ngẩn cả người, cô ta chừng mắt nhìn không nói gì. Kiều Mộng Viện mỉm cười. Thì Duy chừng mắt nói, tôi chọn thịt nướng, có điều ai dám giành giật với tôi thì tôi sẽ chém chết họ. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thì Duy, Thì Duy nói, đúng vậy. Đồ mà tôi thích, vì sao phải chia sẻ với người ta? Trương đại quan nhân cười ha ha, đứng lên nói, cho nên cô cả đời này chỉ có thể ăn tương hoa quả, ba vị nữ hiệp, tại hạ cáo từ, không đi chỉ sợ tôi sẽ gặp tai ương đổ máu. Trương đại quan nhân rất nhanh biết được đám cảnh sát của phân cục cảng mới không phải là không có năng lực, sáng sớm hôm sau hắn liền nhận được điện thoại của Tô Vinh Thiêm, Tô Vinh Thiêm ở trong điện thoại vui mừng nói với Trương Dương rằng ví tiền và giấy tờ bị mất đều tìm về được rồi. Trương Dương cũng không ngờ hiệu suất làm việc của đám người này cao như vậy, xem ra áp lực càng lớn thì động lực cũng lại càng lớn." Tô Vinh Thiêm nói, "Bí thư Trương, thật sự là ngại quá, tôi giờ mang đồ bị mất tới cho ngài." Trương Dương trước giờ đều là người khác kính hắn một thước thì hắn kính người khác một trượng, thấy thái độ của Tô Vinh Thiêm tốt như vậy, hơn nữa trong một đêm đã giúp tìm lại đồ bị mất, cơn tức trong lòng Trương Dương tất nhiên đã giảm đi nhiều, hắn cười nói, "Được, vậy tôi mời Tô cục đi uống điểm tâm sáng." Tô Vinh Thiêm tới nhà ân của Kim Sắc Cảng Loan, nhìn thấy Trương Dương đã ngồi ở bàn trước cửa sổ, ánh nắng sáng sớm chiếu vào, chiếu sỏi ngũ quan góc cạnh rõ ràng của Trương Dương. Trương Dương ngồi trong ánh sáng khiến trong lòng Tô Vinh Thiêm sinh ra một số cảm giác sâu xa khó hiểu. Nhìn thấy Tô Vinh Thiêm xách một cái túi ra bỏ tới, khóe môi Trương Dương lộ ra nụ cười, tô cục ăn cơm chưa? Tô Vinh Thiêm lắc đầu, có chút mệt mỏi ngáp một cái cả đêm không ngủ. Sau đó y lại bổ sung, ở khu trực thuộc của tôi mà xảy ra loại chuyện này, thật sự là hổ thẹn. Y không giống như là đang kiểm điểm, mà như là đang khoe thành tích, sợ người khác không biết y tối hôm qua vất vả lắm vậy. Trương đại quan nhân không có bất kỳ hứng thú gì với Tô Vinh Thiêm có vất vả hay không, cũng sẽ không bởi vì hắn sự vất vả của y mà sinh ra lòng đồng tình, hắn chỉ quan tâm tới vật bị mất đã tìm về hay chưa. Tô Vinh Thiêm đương nhiên cũng hiểu rõ điều Trương Dương thật sự quan tâm là gì. Y từ trong túi lấy ra ví tiền và giấy tờ, Trương Dương tùy tiện nhìn nhìn. Tô Vinh Thiêm nói, xem xem có đồ gì bị mất nữa không. Trương Dương nói, đợi lát nữa gọi họ tới xem, hắn nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ. Tô Vinh Thiêm cười nói, còn sớm quá, là tôi làm phiền. Trương Dương mời Tô Vinh Thiêm cùng ăn bữa sáng, Tô Vinh Thiêm cũng không khách khí, tối hôm qua dưới tình huống này quả thực không còn gì để nói với Trương Dương hiện tại y dù sao cũng tìm về được ví tiền và giấy tờ của kiều mộng viện và thì duy tốt xấu gì cũng như có một kiện công lao tô vinh thiêm nói bí thư trương ô tô vẫn chưa tìm được có điều tôi đã gia tăng nhân thủ phát động tất cả cảnh sát của toàn bộ phân cục đi thăm dò cũng đã thông báo chuyện này cho các phân cục khác chỉ cần ô tô còn ở bắc cảng nhất định có thể tìm trở về trương dương nói vất vả rồi tô cục tên trộm đó đã bắt được chưa tô vinh thiêm nói chúng tôi tối hôm qua đã tiến hành hành động toàn diện thẩm vấn một lần tất cả phần tử khả nghi thường xuyên hoạt động ở khu cảng mới cuối cùng chúng tôi đã tìm được manh mối ví tiền này chính là bị hai tên trộm tây cương thường xuyên hành nghề ở đường hải phong trộm đi hiện tại người thì chúng tôi đã bắt bọn họ cũng nói vẫn chưa kịp tiêu tiền trong túi trương dương gật đầu nói hiệu suất của tô cục thật đúng là rất cao tô vinh thiêm cười nói hai tên trộm này nói không biết chuyện chiếc xe bị Thông qua thẩm vấn bước đầu của chúng tôi, bọn họ chắc không liên can tới vụ xe. Trương Dương nói, Tô cục, nhìn thấy hiệu suất như vậy của các anh, tôi đối với cảnh sát cũng khôi phục không ít lòng tin. Tô Vinh Thiêm nghĩ thầm anh nói cái gì vậy? Tôi tìm trở về ví tiền cho anh, chẳng lẽ anh cho rằng tôi ăn cơm vô ích à? Thật ra Tô Vinh Thiêm tìm về ví tiền cũng không khó, bọn trộm thường xuyên hoạt động ở đường Hải Phong cũng không ngoài mấy tên đó, bắt toàn bộ về thẩm vấn là có kết quả ngay. Tô Vinh Thiêm tuy rằng trong lòng có chút bất mãn đối với Trương Dương, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra. Trương Dương là loại người nào chứ? Hắn trước đây có nghe nói tới, nhưng tối qua hắn là lần đầu tiên tiếp xúc với vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này. Y tuy rằng tới chậm một chút, không thể chính mắt chứng kiến Trương đại quan nhân lấy ít địch nhiều, nhưng tình trạng thảm thiết sau cuộc chiến hắn đã tận mắt nhìn thấy, hơn 30 hán tử bị đánh cho nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, người bình thường ai có thể có bản sự như vậy? sức chiến đấu của một người cho dù có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là hạng vũ phu, Trương Dương lợi hại ở chỗ, hắn không chỉ có vũ lực cường đại, hơn nữa bối cảnh thâm hậu, lại trẻ tuổi như vậy đã là bí thư huyện ủy Tân Hải, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra tiền đồ phát triển về sau của hắn là không thể hạn lượng. Tô Vinh Thiêm nói, tất cả những người liên quan tới gây chuyện tối qua đều bị chúng tôi bắt rồi, ông chủ cầm đầu đã bị chúng tôi tạm giam. Trương Dương cười nói, không ngờ Bắc Cảng còn có người làm việc hăng say như Tô Cục, Thật sự là may mắn của Bắc Cảng. chương 1589, Hiệu suất 2 Tô Vinh Thiêm nói, Duy Hộ Trị An xã hội vốn là chức trách của chúng tôi. Y đang muốn bốc phét vài câu thì nhìn thấy Kiều Mộng Viện và Tiêu Mân Hồng cùng nhau đi tới. Tô Vinh Thiêm nhận ra Tiêu Mân Hồng, Y cười cười chào hỏi, Tiêu Tổng, thì ra cô và Kiều Tiểu Thư quen nhau. Tiêu Mân Hồng nói, Tô Cục Sớm như vậy tới đây có phải mang đến tin tức tốt không? Trương Dương chỉ chỉ vào ví tiền và giấy tờ trên bàn. Kiều Mộng Viện đi tới nhìn, phát hiện ngay cả tiền mặt cũng không thiếu một xu, cô ta mỉm cười nói, thật sự rất cảm ơn, không ngờ hiệu suất phá án của cảnh sát các anh cao như vậy. Tiêu Mân Hồng cười nói, vậy tìm cũng phải xem là là với ai, bí thư Trương ra mặt, tổ cục khẳng định sẽ toàn lực mà làm, tôi nói có đúng hay không. Tiêu Mân Hồng tuy rằng là vừa cười vừa nói, nhưng những lời này lại tràn ngập ý tứ trào phúng. Mặt Tô Vinh Thiêm có chút nóng lên, y lúng túng nói, đây vốn là chuyện trong chức trách của chúng tôi, thật ra đối với mỗi một vụ án chúng tôi đều đối xử bình đẳng. Lời này ngay cả chính y cũng không tin, nếu người mất đồ không phải là Kiều Mộng Việt, nếu không phải là Trương Dương ra mặt, y việc gì phải động viên toàn bộ phân cục làm suốt đêm đi tìm vật bị mất cho Kiều Mộng Việt. Có điều chuyện này cũng coi như là thuận lợi, dù sao cũng đã tìm trở về ví tiền và giấy tờ, cũng có thể lấy lại chút mặt mũi. Tô Vinh Thiêm nói, Kiều Tiểu Thư, cô yên tâm, chuyện xảy ra trong khu trực thuộc của tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, nhất định sẽ mau chóng giúp cô tìm được ô tô. Kiều Mộng Viện nói, có thể tìm lại những giấy tờ này đã là tốt rồi, chuyện ô tô thì không cần phải gấp. Tiêu Mân Hồng nói, Tô Cục nói có thể tìm được thì nhất định có thể tìm được, Tô Cục, Kiều Tiểu Thư là bạn tốt của tôi, chuyện này anh nhất định phải chú ý đó. Tô Vinh Thiêm cười cười, y tựa hồ có chút kiêng kỵ Tiêu Mân Hồng, Uống cạn cốc sữa trước mặt rồi vội vàng đứng dậy cáo từ. Tô Vinh Thiêm đi rồi, Trương Dương cầm khăn tay lau miệng, nói tôi cũng phải đi rồi, buổi sáng còn phải cùng Du Vô tới hiện trường khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Kiều Mộng Viện và Du Vô quen nhau, cô ta cười nói, Du Vô cũng tới à? Trương Dương gật đầu nói, tôi mời hắn hỗ trợ thiết kế phương án chỉnh thể khu bảo lưu thuế nhập khẩu, hắn hôm trước vừa tới, hai ngày này chuyện của Tân Hải quá nhiều, tôi vẫn chưa có thời gian tiếp hắn. Nhắc tới Du Vô, lúc trước Kiều Mộng viện còn bị hai vợ chồng hắn lây bệnh viêm phổi loại R, cũng coi như là từng chung hoạn nạn. Kiều Mộng viện nói: "Chờ tôi với, tôi đi với anh." Nhưng cô ta vừa mới nói xong thì đổi ý, "Không được, thì Duy còn chưa dậy, tôi chắc phải muộn mới tới được." Trương Dương nói: "Không sao, lát nữa gọi điện trước cho tôi là được." Tiêu Mân Hồng nói: "Khu bảo lưu thuế nhập khẩu trước mắt chỉ là một khối đất hoang, Mộng viện, tôi còn định hôm nay dẫn hai cô tới Bạch đảo chơi." Trương Dương đứng dậy nói, tiêu tiểu thư, mộng viện và thì duy giao cho cô chiếu cố, chờ tôi xong việc sẽ gọi điện thoại. Hắn xoay người vội vàng đi. Tiêu Mân Hồng nhìn bóng dáng của Trương Dương, lắc đầu nói, bí thư Trương đúng là bận thật. Kiều mộng viện nói, hắn là người làm việc thực sự, tuy rằng tính tình hơi xung động một chút, nhưng so với những kẻ chỉ nhìn chầm chầm vào quan chức, tử khí chầm trầm thì tốt hơn nhiều. Tiêu Mân Hồng cười nói, quan viên như bí thư Trương có thể được gọi là đặc biệt không biết vì sao, hai người đều bật cười. Kiều Mộng Viện cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, bảo phục vụ kéo rèm, cô ta nói khẽ, Mân Hồng, cô hình như không thích cục trưởng tô đó. Tiêu Mân Hồng nói, người đó là kẻ làm quan lọc lõi, chính sự thì không biết làm, đầu cơ chuyên doanh a du nịnh hót thì lại rất có nghề. Tiêu Mộng Viện thở dài nói, người trong thể chế như vậy cũng không phải là ít. Tiêu Mân Hồng nói, lần này người mất đồ nếu không phải là cô, chỉ sợ ví tiền và giấy tờ không tìm lại được nhanh vậy đâu. Kiều Mộng Viện cười cười không nói gì. Tiêu Mân Hồng nói, tôi nghe nói cô đã kết thúc tất cả sinh ý trong tay rồi à. Ngay cả hối thông cũng chuyển nhượng rồi. Kiều Mộng Viện nói, không biết vì sao, trước đó vài ngày bỗng nhiên mất đi hứng thú với sinh ý. Tiêu Mân Hồng nói, Mộng Viện, nhiều năm như vậy cô vẫn không thay đổi, chuyện đã nhận chuẩn thì làm bằng được, tuyệt không do dự. Cũng không cân nhắc tới hậu quả, Ví dụ như tình cảm của cô năm đó với Johnson, Johnson là tên tiếng Anh của Hứa Gia Dũng. Hiện tại cái tên này đã không thể khiến tâm lý Kiều Mộng Viện dao động, cô ta cười nói, hắn đã chết rồi. Tiêu Mân Hồng nói, xin lỗi. Kiều Mộng Viện lắc đầu, không sao, thật ra cô không nói thì tôi cũng cơ hồ quên người này rồi. Tiêu Mân Hồng nói, ngẫm lại thấy Trương Dương nói đúng thật, cảm giác còn thì tình phận còn, cảm giác không còn thì tình phận cũng không còn. Kiều Mộng Viện cười nói, chúng ta cũng không còn là tiểu cô nương nữa. Đã qua cái thời ảo tưởng mộng mơ rồi, tôi nghĩ tôi cả đời này sẽ không gặp được người khiến tôi rung động nữa. Kiều Mộng Viện nói ra những lời này một cách bình thản nhưng lại rất trái lương tâm. Tiêu Mân Hồng thở dài, dung nhan dễ dà, nhưng so với dung nhan, tim còn già nhanh hơn. Hiện tại nhớ lại trước đây, tôi luôn cảm thấy khi đó người kia không phải là tôi. Cô vẫn là cô, chỉ có điều cô bị thời gian thay đổi rồi. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, "Tiêu Mân Hồng nói, chúng ta đều bị thay đổi." Cô ta buông chén trà, lắc đầu nói, "Không nói chuyện tình cảm nữa, Mộng Viện, cô còn trẻ như vậy chẳng lẽ thực sự định về hưu ư?" Kiều Mộng Viện nói, "Không biết, đoạn thời gian gần đây tôi cũng đang lo lắng mình tương lai sẽ đi về đâu, tôi đã chán ghét thương trường, cho nên tôi có một thời gian đi du lịch khắp nơi, có thể nói những phong cảnh trước đây mà tôi bỏ lỡ đều đã thăm rồi." Tiêu Mân Hồng nói, định cả đời này làm một hành giả ư. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, tôi rất mâu thuẫn. Trước khi ra ngoài, tôi cho rằng tôi yêu Lữ Hành, nhưng khi thật sự ở bên ngoài rồi thì tôi lại sợ loại tư vị cô độc đó. Cô nói xem tôi lúc trước khi ở nước Mỹ vì sao không có loại cảm giác này. Tiêu Mân Hồng nhìn Kiều Mộng Viện rồi hai mắt sáng lên, cô phải cô đã có có người trong lòng rồi không? Trong mắt Kiều Mộng Viện xẹt qua một tia hoảng hốt rất khó phát giác, nhưng cô ta rất nhanh liền chấn định lại, cười nói tình cảm của tôi đang ở trong thời gian trống tiêu mân hồng nói khẽ cô độc là vì là vì vướng bận mà sinh ra cô là vướng bận người nhà hay là vướng bận những chuyện khác trương dương rô thời gian một một buổi sáng cùng đi với du vô khảo sát một vòng chung quanh cảng phước long cùng đi với bọn họ còn có giáo thụ trình nhuận sinh trình nhuận sinh trò chuyện với du vô rất vui vẻ hai người trao đổi không ít tâm đắc và thể hội trong thiết kế đương nhiên phương hướng chủ công của hai người không giống nhau nhưng trong tương lai thiết kế quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu cần hai người bọn họ phối hợp chặt chẽ Du Vô là một kẻ thực tế sau khi hắn khảo sát xong cảng Phước Long thì phun ra một câu tôi thật sự không hiểu các anh Bình Hải các anh vì sao chọn Tân Hải làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu điều kiện nơi này so với Nam Tích thì lạc hậu hơn nhiều cảng Phước Long căn bản không thể so sánh với với cảng nước sâu Nam Tích phía sau trương đại quan nhân còn có mấy quan viên đi theo thường Hải Thiên cũng ở trong đó nghe thấy những lời này của Du Vô thì mấy người mặt đều lộ vẻ xấu hổ. Trương Đại Quan Nhân mở to hai mắt nhìn, alo alo alo, lão Đỗ, tôi gọi anh tới đây gúp, không phải là bảo anh tới đây phá, ai chẳng biết cảng nước sâu là anh thiết kế, anh đương nhiên là lão vương bán mèo thì khen mèo dài đuôi. Tân Hải hiện tại tuy rằng lạc hậu hơn Nam Tích, nhưng về phát triển lâu dài thì ưu thế của Tân Hải ở các mặt đều rất rõ ràng nói anh cũng không hiểu đâu, anh cứ làm thiết kế của anh, trên chính trị anh chính là tiêu chuẩn của một học sinh tiểu học. Du vô bật cười hắc hắc, nhìn thấy Trương Dương vỉnh dâu trừng mắt, hắn ý thức được mình vừa rồi đã lỡ lời, khiến Trương Đại quan nhân sượng mặt. Du vô nói, tôi chỉ là thuận miệng nói tôi, tôi là người thường, tôi nói không ai nghe, về sau tôi chỉ quản phụ trách thiết kế với giáo thụ trình. Trình Nhuận Sinh cười nói, phương án xanh hóa của tôi phải đợi phương án thiết kế của anh ra sân khấu mới có thể thực thi được. Đu vô nói, hiện giờ thiết kế xanh hóa và thiết kế kiến trúc công nghiệp địa vị quan trọng ngang nhau, thậm chí thiết kế xanh hóa còn quan trọng hơn, mục đích của kiến trúc không phải muốn phá hoại tự nhiên, mà là phải dung hợp với tự nhiên. Làm thế nào mới có thể đạt tới kiến trúc và tự nhiên thống nhất hài hòa mới là sự theo đuổi của thiết kế sư chúng ta, giáo thụ trình, ông so với tôi thì quan trọng hơn. Hai người đều bật cười. Trương Dương nhìn thấy hai người hòa hợp như vậy thì cũng yên lòng, hắn cười nói, lão đỗ, khó thấy anh khiêm tốn được một lần. Chương 1590, hiệu suất 3. Du Vô nói, tôi vẫn luôn rất khiêm tốn, bí thư Trương, hôm nay tôi sau khi xem xong thì trong lòng đại khái có một nét khái quát rồi, tôi muốn đề xuất điểm mấu chốt nhất, trung tâm khu bảo lưu thuế nhập khẩu vẫn là cảng Phước Long, hoàn cảnh địa lý của cảng Phước Long rất tốt, sau khi tôi đến Bắc Cảng, tôi đầu tiên đã đi khảo sát cảng mới của Bắc Cảng. So sánh cảng mới và cảng Phước Long, trên phương diện điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh địa lý thì cảng Phước Long hoàn toàn thắng thế, tôi thật sự không rõ. Chính phủ của các anh vì sao không tiến hành mở rộng cảng Phước Long mà lại đi xây dựng một cảng mới, thật sự là lãng phí. Trương đại quan nhân phát hiện Du Vô rất thích bình phẩm đủ điều trên phương châm chính trị, thằng ôn này cũng không phải là hạng yên ổn gì, Trương Dương nói, sự nhìn xa trông rộng của lãnh đạo loại học sinh tiểu học về chính trị như anh có thể so bì được à? chúng ta không nói chuyện cảng mới, tôi tìm anh tới đây là để thiết kế khu bảo lưu thuế nhập khẩu, anh sao thích lạc đề vậy nhỉ? Du Vô nói, tôi đã đọc qua quy hoạch sơ kỳ của các anh rồi, theo ý tôi thì lối suy nghĩ đại thể của các anh là rất tốt, nhưng trên quy mô có vấn đề, không để sẵn không gian để mở rộng trong tương lai cho cảng Phước Long. Tôi cho rằng cảng Phước Long tương lai sẽ phỏng theo cảng nước sâu Nam Tích, để lại cho nó đủ đất và không gian mở rộng, coi đây là trung tâm, kéo dài khu khai phá nghiệp theo hướng Nam Bắc rồi sau đó lấy khu hậu cần cỡ lớn phía sau làm trung tâm là có thể nối nội thành Tân Hải và khu bảo lưu thuế nhập khẩu thành một thể. Trương Dương nói, theo ý tưởng của anh thì quy mô của khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng tôi chẳng phải là sẽ phải mở rộng hơn gấp đôi ư. Đu Vô nói, đã làm thì làm quy hoạch trường kỳ đi, phải đảm bảo khu bảo lưu thuế nhập khẩu trong 50 năm không bị lạc hậu. Tôi ở Trung Quốc cũng làm một số thiết kế rồi, tôi phát hiện quốc gia các anh có một bệnh chung, chính là chỉ nhìn vào cái trước mắt, không nghĩ tới tương lai, đầu tư lớn thì không sợ, sợ nhất là đầu tư lặp lại, lãng phí lặp lại. Trình Nhuận Sinh gật đầu nói, trên điểm này tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của Đu Vô Tiên Sinh. Trương Dương nói, phương diện thiết kế thì tôi là người ngoài nghề, ngay cả là học sinh tiểu học cũng không được tính, hoàn toàn là một kẻ mù chữ, hai vị đều là chuyên gia, ở phương diện này có quyền lên tiếng tuyệt đối, chỉ cần phương án mà các anh đề xuất là thiết thực, tôi tuyệt đối sẽ tận hết mọi khả năng quán triệt tới cùng, tôi cũng nói với tất cả mọi người như vậy, không làm thì thôi, đã làm là phải làm dẫn đầu toàn quốc. Không, phải là dẫn đầu thế giới. Trình Nhuận Sinh nói, chưa chắc nhất định phải làm đệ nhất, dùng được là tốt rồi, làm sự nghiệp cũng như là tìm vợ vậy, chưa chắc đã phải tìm mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, tìm được một người thích hợp với mình là được rồi. Tất cả mọi người bị so sánh của Trình Nhuận Sinh khiến cho bật cười, không ngờ vị giáo thụ bình thường luôn nghiêm cẩn này cũng có một mặt hài hước như vậy. Trương Dương nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị đề xuất đi ăn cơm thì di động của hắn đổ chuông, điện thoại là Phó Trường Trinh gọi tới, lại là tổ công tác mà thị lý phái tới đã đến huyện ủy, chỉ rõ muốn gặp hắn. Trương Dương có chút bực mình nói, Trường Trinh, tôi không phải đã nói với cậu rồi ư. Tôi đang làm đại sự, không có thời gian tiếp đón họ. Phó Trường Trinh nói, Bí Thư Trương, tôi thấy chuyện này ngài hay là tự mình đến một chuyến đi, tổ trưởng nghiêm của tổ công tác đó rất khó đối phó, hắn đang ngồi ở văn phòng của ngài, nói là phải đợi ngài trở về. Trương đại quan nhân nhíu mày, không nhịn được mắng một câu, con mẹ nó bị bệnh à. Nhưng nghĩ lại tránh được mùng một không tránh được mười lăm, tổ công tác của thị lý sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp mặt một lần, nghĩ đến đây hắn giao chuyện ở đây lại cho thường hải thiên, lê người tới trung tâm hành chính. Khi Trương Dương đi vào văn phòng của mình thì đã là 12 giờ kém 5 phút sáng, trong văn phòng của hắn khói thuốc mù mịt, tổ trưởng nghiêm của tổ công tác do thị lý phái tới đang ngồi trên sofa, ở bên cạnh là huyện trưởng hứa song kỳ, trong gạt tàn ở trước mặt hai người chồng chất không ít đầu màu thuốc lá, xem ra đang ở đây hút thuốc giết thời gian rồi. Trương đại quan nhân vào cửa liền ho khan hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn đối với việc hai người nuốt xương nhả khói. Hứa song kỳ đứng dậy nói, bí thư trương, bí thư nghiêm đợi anh đã lâu rồi. Trong lời nói của y tràn ngập ý tứ xúi dục gây hấn, Trương Dương cười nói, bí thư nghiêm, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn vươn tay về phía nghiêm chính, nghiêm chính đứng dậy bắt tay hắn, trên mặt không hề có vẻ tươi cười. Trương Dương lưu ý thấy ngón tay của nghiêm chính đều bị hung tới vàng khè, thằng cha này chắc là người nghiện thuốc nặng. Nghiêm chính người cũng như tên, thoạt nhìn có vẻ quá mức nghiêm túc, sau khi bắt tay với Trương Dương, nghiêm chính không hề lập tức buông ra, bí thư Trương bẩn quá nhỉ. Muốn gặp anh cũng thật không dễ dàng gì, lời này rõ ràng có ý tứ trào phúng. Trương Dương nghĩ thầm Trần Cương ở ở trong mắt tôi còn chẳng bằng cái rắm ông là ai chứ? Nói mát với tôi à, Trương Dương cười nói, đành chịu thôi, việc lớn việc nhỏ đều vào tay tôi, nếu không phải phó bí thư nghiêm tới đây, buổi sáng hôm nay tôi phải khảo sát thực địa ở cảng. Một câu này của Trương Đại Quan Nhân bao hàm rất nhiều hàm nghĩa, thứ nhất ám chỉ đám người hứa song kỳ vô năng, thứ hai nói với nghiêm chính rằng, anh chỉ là một phó bí thư, vừa rồi gọi anh là bí thư nghiêm đã là nể mặt anh rồi, nể mặt mà không cần thì tôi cũng chẳng cần phải khách khí với anh nữa. Thứ ba, lão tử sáng nay bận đi làm, không phải đi chơi. Trương Dương nói xong liền rút tay ra, hắn trở lại bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống. Hành động này của Trương Dương thực sự rất vô lễ, nghiêm chính nói thế nào cũng là một vị lãnh đạo, luận cấp bậc thì cao hơn Trương Dương. Dựa theo lẽ thường mà nói thì Trương Dương nên cùng hắn ngồi ở sofa, nhưng mấy câu nói đó của y đã chọc giận Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân dẫu sao cũng chẳng muốn gặp y vô lễ thì sao chứ, ở trên một mẫu ba phân đất của lão tử, lão tử muốn làm gì thì làm. Hành động của Trương Dương khiến nghiêm chính cảm thấy phẫn nộ, sắc mặt của y trở nên càng khó coi hơn, hứa song kỳ nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì trong lòng thầm than, thằng cha Trương Dương đúng là khệnh thật, nghiêm chính nói thế nào cũng là phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, lại là tổ trưởng tổ công tác lần này, Trương Dương không ngờ không thèm nể mặt y. Hứa xong kỳ mong sao Trương Dương và nghiêm chính đánh nhau, Trương Dương anh đắc tội với càng nhiều người càng tốt, Sở Bá Vương có năng lực. Có kiêu ngạo đến mấy, cuối cùng vẫn phải bốn bề thọ địch rồi tự vẫn ở ô giang. Nhưng vào những lúc như thế này hứa xong kỳ cũng cần phải nói một câu, y ho khan một tiếng, "Đã buổi trưa rồi, hay là đi ăn cơm đi?" Nghiêm Chính lạnh lùng nói, "Không vội, trước tiên bàn công tác đã." Trương Dương nhìn nhìn đồng hồ rồi nói, "Đã 12 giờ rồi, lão Hứa nói đúng, chúng ta đi ăn cơm trước đã." nghiêm chính nói hay là bàn công tác trước đã thời gian của mọi người đều rất quý giá lời nói của y đã biểu đạt rõ sự bất mãn đối với trương dương không chỉ anh bận đâu tôi cũng có rất nhiều việc anh cho rằng tôi có hứng thú tới đây nhìn sắc mặt của một tên tiểu bối ư trương dương cười nói lão hứa à hay là thế này đi anh đi an bài chuyện cơm trưa trước đi tôi và phó bí thư nghiêm nói chuyện vài câu rồi sẽ tới ngay chuyện cơm trưa sớm đã có người an bài cho dù không có người an bài thì cũng không tới lượt huyện trưởng như hứa xong kỳ tự mình đi an bài, Trương Dương rõ ràng muốn đuổi Hứa Song Kỳ đi, Hứa Song Kỳ trong lòng buồn bực lắm, Trương Dương anh cũng quá không nể mặt tôi rồi. Lão tử tốt xấu gì cũng là huyện trưởng Tân Hải, ngay cả tư cách bàng thính cũng không có tư cách hư. Nhưng Trương Dương nếu đã nói vậy, y tất nhiên cũng không mặt dày ở lại, cười nói, "Được, tôi đi an bài, các anh nói chuyện đi." Hứa Song Kỳ Hứa Song Kỳ nghiêm chính nói, đồng chí Trương Dương, chắc anh cũng biết nhiệm vụ chủ yếu của tổ công tác chúng tôi. Trương Đại Quan Nhân biết rõ còn giả bộ hồ đồ, tôi thật sự không biết, phó bí thư nghiêm, các anh đến để làm gì. Nghiêm chính thiếu chút nữa thì bị hắn chọc cho tức vẹo cả mũi, thằng ôn này rõ ràng là đang chơi mình, nghiêm chính cố nén giận, thị lý vô cùng coi trọng sự kiện sở trưởng sở quản xe Tân Hải Triệu Kim Khoa nhảy lầu, lần này mục đích phái ra tổ công tác là để điều tra rõ chuyện này. Trương Dương nói tốt, tôi cũng muốn nhanh chóng điều tra rõ chuyện này, Phó bí thư Nghiêm, các anh chuẩn bị tra thế nào? Nghiêm chính nói, đồng chí Trương Dương, căn cứ vào một số tình huống mà chúng tôi trước mắt tìm hiểu được, các anh đã tiến hành điều tra trong nhà của Triệu Kim Khoa, ở trong nhà hắn lục soát được rất nhiều tài vật lai lịch không rõ ràng, chỉ từ điểm này đã có thể chứng minh Triệu Kim Khoa này rất có thể tồn tại hành vi tham ô hủ bại. Trương Dương cải chính lại, không phải có thể, mà là chắc chắn một sở trưởng của sở quản xe dựa vào tiền lương của hắn, có người đời cũng kiếm không được nhiều tiền NSW vậy. Nghiêm chính nói, đồng chí Trương Dương, tôi có một nghi vấn, các anh là phát hiện hành vi tham ô phạm tội của Triệu Kim Khoa từ lúc nào? Trương Dương nói, chuyện này sớm nhất phải nói tới thị trường giao dịch ô tô Tân Hải, phó bí thư nghiêm chắc cũng từng nghe nói trước khi tôi đến, nạn xe lậu của Tân Hải phát triển rất mạnh. Nghiêm chính không trả lời, hai mắt lẳng lặng nhìn hắn. Trương Dương nói, nhằm vào hiện tượng này, tôi tiến hành chỉnh đốn thị trường giao dịch ô tô Tân Hải trên đại quy mô. Một trong những trọng điểm chỉnh đốn chính là hệ thống quản xe của chúng tôi. Trong hệ thống công an phát hiện 16 cảnh viên có hành vi trái với Kỳ Cương, đã tiến hành khống chế điều tra bọn họ. Nghiêm chính gật đầu, ý bảo Trương Dương nói tiếp. Trương 1591, hiệu suất 4. Trương Dương nói, trong 16 cảnh viên này có rất nhiều người từng tiến hành đút lót triệu kim khoa. Không ngờ chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành điều tra Triệu Kim Khoa thì liền xảy ra sự kiện hắn nhảy lầu. Nghiêm Chính nói: "Đồng chí Trương Dương, tôi muốn hỏi anh, 16 công an của hệ thống quản xe bị tình nghi dính líu đến làm trái kỷ luật, sở trưởng của sở quản xe bị tình nghi dính líu đến tham ô, chuyện trọng yếu như vậy vì sao các anh không tiến hành thông báo với ủy ban kỷ luật thành phố?" Trương Dương nói: "Phó bí thư Nghiêm, có phải Tân Hải phát sinh bất kỳ việc nhỏ gì cũng phải báo cáo với Bắc Cảng hay không?" Giọng nói của Nghiêm Chính rõ ràng to hơn một chút, đây không phải việc nhỏ. 16 cảnh viên làm trái kỷ luật, hệ thống quản xe hủ bại như vậy, đây mà là việc nhỏ ư? Thân là người đứng đầu Tân Hải, anh sao có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy? Trương Dương nói, Phó bí thư Nghiêm, tôi vô trách nhiệm thế nào? 16 cảnh viên làm trái kỷ luật là tôi bảo họ làm à? Triệu Kim khoa tham ô cũng là tôi bảo hắn đi tham ô ư? trước khi tôi đến tân hải bọn họ đã làm như vậy rồi anh hỏi tôi như vậy tôi cũng muốn hỏi lại các anh các anh trước đó sao không phát hiện bọn họ tham ô hủ bại lâu như vậy rồi chẳng lẽ các anh hoàn toàn không biết gì cả ư ở trong mắt các anh loại cán bộ chỉnh đối những việc làm sai trái như tôi là làm sai vậy anh cho rằng làm thế nào mới đúng rõ ràng biết có hành vi tham ô phạm tội mà mở một con mắt nhắm một con mắt nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện mới là đúng ư Nghiêm chính đang phát hiện mình căn bản không dọa được Trương Dương, y lớn tiếng nói, anh đừng xuyên tạc ý tứ của tôi, ý tứ của tôi là anh nên câu thông với lãnh đạo thượng cấp đúng lúc. Trương Dương nói, lãnh đạo thượng cấp của tôi là bí thư hạc, ủy ban kỷ luật của các anh nắm kỷ luật cán bộ, tôi không phạm sai lầm gì cả, tạm thời vẫn chưa lọt vào tay các anh. Nghiêm chính nói, đồng chí Trương Dương, anh đây là có thái độ gì? Trương Dương nói, phó bí thư nghiêm, những gì tôi nói đều là thật, lãnh đạo thành phố phái các anh tới là để điều tra sự kiện triệu kim khoa nhảy lầu không phải bảo các anh tới đây điều tra tôi nghiêm chính cảm thấy rõ tình tự đối kháng của trương dương y cũng hiểu rõ tiếp tục đối lập thì rất không có lợi cho việc khai triển công tác của mình y thở dài nói tiểu trương anh đừng có nóng chúng ta là thảo luận công tác cũng không phải cãi nhau làm gì mà phải đỏ mặt tía tai như thế trương đại quan nhân mặt nói biến là biến mỉm cười bảo tôi chỉ là luận sự thôi ngài là phó bí thư ủy ban kỷ luật cho tôi mượn thêm một lá gan tôi cũng chẳng dám cãi nhau với ngài, đắc tội với ngài, về sau ngài tùy tiện cho tôi đi giày nhỏ là tôi chịu không nổi rồi. Nghiêm chính nói, anh nói tôi chẳng phân biệt được công và tư ư, tôi cũng không phải là loại người quan báo tư thù, và lại hai ta cũng đâu có thù gì đâu. Nói tới đây y không ngờ mỉm cười. Trương đại quan nhân nghĩ thầm anh mặt nhẫn như quả táo tàu, cười trông còn khó coi hơn khóc. Nghiêm chính nói, tiểu trương à, tôi hôm nay tới đây gặp anh, không phải muốn truy cứu trách nhiệm của ai, tôi là là muốn câu thông một chút với anh, chuyện của Triệu Kim Khoa có lẽ không thể có kết quả nhanh, tổ điều tra của chúng tôi có thể phải công tác một đoạn thời gian ở Tân Hải, tôi hy vọng anh có thể cung cấp sự phối hợp trong khả năng lớn nhất cho chúng tôi." Trương Dương nói, "Ngài cứ yên tâm mà làm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp toàn lực." Nghiêm Chính nói, "Tiểu Trương à, anh có thể nói cái nhìn của mình về sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu không?" Trương Đại quan nhân cười nói: "Kết quả điều tra chưa có, tôi không dám tùy tiện phát biểu ý kiến gì cả, chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy." Nghiêm Chính nói: "Hiện tại nguyên nhân cái chết của Triệu Kim khoa có hai cách nói, một loại là hắn sợ tội tự sát, còn có một loại là hắn bị người ta mưu sát, theo anh thấy, loại nào hợp lý hơn?" Trương Dương nói: "Chuyện này do cảnh sát định đoạt, nghĩ thầm anh định lừa tôi à, muốn lão tử cắn câu không dễ vậy đâu." Nghiêm Chính nói: "Tiểu Trương Nhắc tới chuyện này tôi cũng phải nói với anh một chuyện, hệ thống công an Tân Hải có biểu hiện vô cùng lãnh đạm với công tác điều tra của chúng tôi." Trương đại quan nhân cười nói, "Sao có thể như vậy được? Tôi lúc trước đã nói rồi, bảo các hệ thống và các bộ môn dưới tiền đề không làm ảnh hưởng tới công tác bình thường của bản thân, cố gắng phối hợp điều tra với các anh." Nói xong hắn cố ý giả bộ ngạc nhiên, "Phó bí thư Nghiêm, các anh sẽ không làm phiền tới công tác bình thường của mọi người chứ?" Nghiêm Chính nói, tôi luôn cảm thấy mục đích chung của mọi người là muốn nhanh chóng điều tra rõ chuyện này, chúng ta phải phối hợp chặt chẽ, hợp tác với nhau chứ không phải là cảnh giác lẫn nhau. Trương Dương nói, Phó bí thư Nghiêm, người làm công tác của ủy ban kỷ luật các anh có phải lòng nghi ngờ đều đặc biệt nặng không? Chúng tôi đâu có cảnh giác gì, đoàn thể cán bộ của Tân Hải chúng tôi làm việc đều là quang minh lỗi lạc, lại không có làm chuyện trái với lương tâm, có gì mà phải cảnh giác. Ngài nói xem có đúng không? Nghiêm chính ở chỗ Trương Dương đụng đến vẹo mũi, lúc ăn cơm trưa, mặt mày xám xịt, Trương Dương ngoài miệng thì nói rằng sẽ tiếp y ăn cơm, nhưng nhận được một cú điện thoại xong thì lập tức nói có chuyện gấp phải đi ra ngoài, cho nên buổi trưa cùng tổ công tác ăn cơm chỉ có hứa song kỳ và bí thư ủy ban kỷ luật Tân Hải Khương Khải. Lúc ăn cơm nghiêm chính không nói một lời, sau cơm trưa thì hứa song kỳ an bài cho y tới nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi, trở lại phòng của y, nghiêm chính cuối cùng không nhịn được lìa phát hỏa, tức giận nói tôi làm công tác ủy ban kỷ luật nhiều năm như vậy, chưa từng gặp một cán bộ nào khó nói chuyện như hắn. Hứa Song kỳ cười cười, y đương nhiên minh bạch người nghiêm chính nói không phải là y, Hứa Song kỳ khuyên nhủ, Bí thư Nghiêm, ngài xin bất giật, vị bí thư trương này của chúng tôi chính là có tính tình vậy đấy, tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm công tác lãnh đạo trọng yếu như vậy, tính tình khó chịu chút cũng có thể hiểu được mà. Nghiêm chính nói, hắn không phải tính tình khó chịu mà là tự cao tự đại. Trước đó Bí Thư Trần nói tôi còn không tin, hôm nay tôi xem như được chính mắt kiến thức rồi. Y Quang Sang nói với Hứa Song Kỳ, Lão Hứa à, các anh cũng nên nhắc nhở hắn, hắn như vậy là rất nguy hiểm, tự cao tự đại, cảm thấy mình làm gì cũng đúng, cứ tiếp tục như vậy sẽ càng xa cách với các đồng chí bên cạnh, sẽ tự đại mù quáng, sẽ chuyên quyền độc đoán. Hứa Song Kỳ nói, Bí Thư Nghiêm, anh cho rằng ý kiến của chúng tôi hắn sẽ vui vẻ đón nhận ưu. Nghiêm Chính càng nghĩ càng giận, làm cái gì vậy? Chúng tôi tới đây là để điều tra sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu, biểu hiện của hắn đối với công tác của chúng tôi rất lãnh đạm, giống như chúng tôi tới đây là nhằm vào hắn vậy. Hứa Song Kỳ nói, Bí thư Nghiêm, xin bất giận, tôi nghĩ bí thư Trương có thể là sợ việc xấu trong nhà lộ ra ngoài. Nghe thấy việc xấu trong nhà lộ ra ngoài, Nghiêm Chính trong lòng khẽ động, y ngồi xuống nói khẽ, đồng chí Song Kỳ, chúng ta đã quen nhau lâu rồi nhỉ? Hứa Song Kỳ gật đầu, là bằng hữu mấy chục năm rồi. Nghiêm Chính nói, Tân Hải phát sinh chuyện này tôi luôn cảm thấy có chút đột nhiên, trước đó không hề có dấu hiệu gì cả, nhưng đột nhiên Triệu Kim Khoa liền nhảy lầu không có lý do. Có phải là lập án điều tra hắn, hắn nghe thấy Phong Thanh liền tự sát không? Hứa Song Kỳ nói, theo như tôi biết thì hắn chắc là bị người ta đẩy xuống. Nghiêm Chính nói, các anh còn tìm hiểu được những tình huống gì? Biết rồi vì sao không nói ra toàn bộ? hứa xong kỳ vội vàng biện bạch bí thư nghiêm chuyện tôi biết đã nói ra hết rồi nghiêm chính nói tôi không nói anh chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi tôi chẳng lẽ còn không tin anh tôi là nói tới tình huống gặp phải sau khi tới tân hải triệu kim khoa rốt cuộc bị giết hay là tự sát cục công an của các anh cũng đã điều tra hiện trường nhiệm thi cũng làm rồi đến bây giờ vẫn chưa có định luận tôi không tin bọn họ ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không phán đoán ra được Hứa song kỳ nói, thật ra tôi cũng có thể thông cảm cho bọn họ, Tân Hải hiện tại dù sao cũng là bí thư trương cầm đầu, rất nhiều chuyện phải quyết định bởi thái độ của hắn. Hứa song kỳ cố ý dẫn hướng mâu thuẫn về phía Trương Dương. Nghiêm chính nói, anh nói hắn có thái độ kiểu gì vậy? Chúng ta là đồng chí, chúng ta cũng không phải là kẻ địch, lòng đề phòng của hắn đối với chúng tôi vì sao nặng như vậy? Vì sao cho rằng là chúng tôi đang bố trí chướng ngại? không phải tất cả mọi người tất cả mọi người đều hoan nghênh tổ điều tra mặc dù là bên trong ban lãnh đạo tân hải cũng không thống nhất phó huyện trưởng thường vụ đồng ngọc vũ cũng là một trong số đó lúc buổi chiều hắn đặc biệt tới tìm trương dương không ngừng kêu khổ bí thư trương tôi thật sự có chút không chịu nổi nữa rồi trương dương cười nói gì mà không chịu nổi anh đúng là khó hiểu đồng ngọc vũ cười khổ nói còn không phải tổ công tác kia ư anh nói bọn họ điều tra chuyện của triệu kim khoa thì cứ điều tra đi đừng có mà thẩm vấn tất cả cán bộ từng tiếp xúc với Triệu Kim Khoa chứ. Trương 1592, Thành Ý 1 Trương Dương nói, thẩm vấn anh à. Đồng Ngọc Vũ thở dài nói, buổi sáng hôm nay tôi bị bọn họ gọi tới nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Trương Dương nói, anh và Triệu Kim Khoa có liên quan gì? Sao bọn họ lại tìm anh? Đồng Ngọc Vũ nói, con tôi từng tìm hắn nhờ làm một cái biển số xe, Tết âm lịch năm nay hắn đi từng tới nhà tôi tặng chút quà Tết. Trương Dương ngẩng đầu nhìn Đồng Ngọc Vũ, Đồng Ngọc Vũ vẻ mặt ủy khuất, chỉ là một chút quà Tết thôi, không có đồ gì cả. Trương Dương nói, anh sao không nói sớm. Đồng Ngọc Vũ nói, có gì đâu mà nói, quà hắn tặng tôi tổng cộng không tới 500 đồng, chuyện này cũng không đáng để tôi báo cáo, tôi không hiểu, chuyện nhỏ như hạt gạo mà cũng có người lật lên, tôi đắc tội với ai à. Trương Dương nói, lão Đồng à, anh nhận đồ của người ta mà cũng đúng lý hợp tình ớm. Đồng Ngọc Vũ nói, bí thư trương, tôi thề, chứ chút qua Tết này ra thì tôi không nhận đồ gì của hắn nữa cả, tôi cũng không làm cho hắn bất kỳ chuyện gì, hiện tại tổ công tác cứ bám lấy chuyện này không buông, cứ như là tôi phạm sai lầm lớn lắm vậy. Đang nói chuyện thì di động của hắn lại đổ chuông, Đồng Ngọc Vũ nhìn nhìn số, sau khi nhấc máy thì liên tục gật đầu. Alo, bí thư nghiêm, tôi tới đây. Gác điện thoại, Đồng Ngọc Vũ nói với vẻ mặt cầu xin, bí thư trương, tôi thật sự là muốn nhảy lầu rồi, giờ lại gọi tôi tới hỏi, anh nói xem bọn họ có còn muốn để tôi làm việc không? Trương Dương nói, quả đáng giá 500 đồng thì đúng là cũng không phải chuyện lớn lao gì. Còn không phải ư? Trương Dương nói, lão đồng à, anh đã thừa nhận với tổ công tác chưa? Đồng Ngọc Vũ nói, không phải do tôi thừa nhận hay không, bọn họ ngay cả danh sách cũng nắm trong tay rồi. Trương Dương không nhịn được liền bật cười. Đồng Ngọc Vũ nói, Bí Thư Trương, ngài đừng có cười, tôi xin ngài cho tôi một chủ ý đi, không thể vì món quà 500 đồng mà lôi tôi đi xong quy được. Trương Dương nói, trọng điểm của chuyện này ở chỗ Triệu Kim Khoa, mục đích tổ công tác bọn họ tới là gì? Chỉ sợ không chỉ điều tra xem Triệu Kim Khoa có vấn đề hay không, bọn họ muốn mượn chuyện của Triệu Kim Khoa để lật tung quan trường Tân Hải, nói trắng ra là bọn họ tới đây gây chuyện. Đồng Ngọc Vũ gật đầu, Trương Dương nói, lão đồng à, không phải tôi nói anh đâu, món quà 500 đồng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trên nhận thức của anh có vấn đề, 500 đồng có gọi là hối lộ không? Đồng Ngọc Vũ nói, tôi không làm gì cho hắn, quà cũng không phải là tôi trực tiếp nhận, mà là vợ tôi nhận, khi tôi biết rồi thì muốn trả cũng không được. Nói xong hắn lại bổ sung, con cua mấy cân, hai con ba ba, vào bụng cả rồi. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha. Mặt đồng Ngọc Vũ đỏ như gan lợn, kỳ thực trong tiềm thức của hắn, nhận qua Tết căn bản chẳng tình là gì, nhưng chuyện này vấn đề là ở chỗ, hắn nhận đồ của Triệu Kim Khoa, mà Triệu Kim Khoa thì lại chết rồi, người biết chuyện này thật sự quá ít, rốt cuộc là ai đã vẩy ra. Trương Dương nói, lão đồng à, nếu đã khai rồi thì chẳng có gì mà phải sợ, nếu thật sự chỉ là vấn đề 500 đồng thì căn bản không thể tính là vấn đề. Đồng Ngọc Vũ nói, đành chịu thôi, tôi chỉ có thể đi nói rõ với họ, muốn giết muốn chém thì mặc họ. Đồng Ngọc Vũ đi rồi, Trương Dương không khỏi lâm vào trầm tư Đồng Ngọc Vũ chuyện của Đồng Ngọc Vũ hiển nhiên là nội bộ gây nên, khẳng định là có người mượn tổ công tác lần này tới Tân Hải để gây sóng gió, muốn đảo loạn chính đàn, càng loạn càng tốt. Điện thoại bàn của Trương Dương đổ chuông, hắn cầm điện thoại lên, người gọi điện thoại tới là tổ trưởng tổ công tác nghiêm chính, nghiêm chính nói tiểu Trương, có thời gian không? Có chuyện tôi muốn bàn với anh. Trương Đại Quan Nhân rất sứt khoát nói, ngại quá, tôi đang bận, chờ tôi làm xong sẽ gọi lại cho ông. Hắn nói xong liền dập máy. Trương Dương thậm chí có thể tưởng tượng cảnh nghiêm chính lúc này tức đến vẹo mũi, lai like giả bất thiện, thiện giả bất lai, like, xem ra tổ công tác đã chuẩn bị công tác trường kỳ rồi. Trương Dương đứng lên, mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Phó Trường Trinh gõ cửa tiến vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì hơi ngẩn ra, bí thư Trương, ngài muốn ra ngoài ư. Trương Dương nói, tôi không đi chẳng lẽ đợi ruồi đến bâu à. Phó Trường Trinh biết rồi bọ mà hắn nói nhất định là tổ công tác, không khỏi cười nói, Bí Thư Trương, tôi vừa mới nhận được điện báo của phía Nhật Bản, có thương nhân Nhật Bản cảm thấy hứng thú với khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng ta, muốn cùng ngài bàn chuyện đầu tư. Trương Dương nói, không phải đã nói với cậu rồi ư. Hiện tại phương án quy hoạch vẫn chưa có, chuyện đầu tư trước tiên cứ đặt sang một bên, nếu không đợi được thì giao cho Thường Hải Thiên đi. Phó Trường Trinh nói, nhưng đối phương nói là bằng hữu của ngài trương dương cười nói ai cũng bảo là bằng hữu của tôi cả hắn là ai phó trường trinh nói tổng tài của tập đoàn nguyên hòa nhật bản nguyên hòa hạnh tử động tác của trương đại quan nhân rõ ràng khựng lại hắn có chút kinh ngạc nhìn phó trường trinh nguyên hòa hạnh tử cô ta tới rồi ư phó trường trinh nói chưa chỉ nói mấy ngày nữa sẽ tới sợ ngài bận việc cho nên hẹn trước trương dương nói vậy cậu sắp xếp thời gian giúp tôi phó trường trinh nói vâng trước khi trương dương ra khỏi cửa lại nhớ ra một chuyện trường trinh mấy ngày nữa không có chuyện gì thì tôi sẽ không tới văn phòng chuyện nhỏ thì cậu từ nói với tôi còn tổ công tác đó cậu cứ đẩy tới chỗ hứa song kỳ phó trường trinh không nhịn được liền bật cười trương dương lên xe của mình vừa lái khỏi trung tâm hành chính thì di động của hắn lại đổ chuông trương dương bắt máy nói ai vậy bí thư trương trương dương nói là tôi nghe nói bằng hữu của anh đã đánh mất một chiếc xe trương đại quan nhân ngẩn ra lập tức cảnh giác hắn đạp phanh đỗ ô tô ở ven đường nói khẽ anh có manh mối ư không có manh mối thì tôi cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh trương dương cười nói anh không nên gọi điện thoại cho tôi trước tiên nên gọi cho cục công an công an nếu có bản lĩnh thì xe đó của anh đã sớm được tìm về rồi trương dương nói không phải là anh trộm xe chứ không phải tôi Tôi chỉ là người biết chuyện." Trương Dương đầy nghi ngờ nói, "Anh muốn gì ở tôi?" "Không có gì, tôi chỉ thấy con người anh không tồi, muốn kết giao với anh." Trương Dương bật cười ha ha, "Được, hẹn chỗ gặp mặt đi." "Sẽ gặp mặt, có điều trước khi gặp mặt tôi muốn tỏ thành ý, trước tiên tặng anh một món quà đã." Trương Dương gật đầu nói, "Được, anh nói đi, chiếc xe đó hiện tại ở đâu?" "Xe vẫn ở Bắc Cảng." trương dương cười nói đây là thành ý của anh ư đối phương thở dài nói chuyện này tôi bỗng nhiên do dự không biết có nên nói với anh không trương dương nói anh có ý gì bí thư trương anh nếu thật sự muốn tìm về chiếc xe này thì không thể vận dụng hệ thống công an trương dương nói anh sao càng nói tôi càng hồ đồ vậy tại sao không thể vận dụng hệ thống công an anh tuy rằng là bí thư huyện ủy tân hải nhưng anh đối với tình huống của bắc cảng thì không biết gì cả Bắc Cảng so với sự tưởng tượng của anh thì phức tạp hơn nhiều, nếu anh vận dụng công an, chỉ sợ anh vừa có động tác thì chiếc xe đó đó liền triệt để biến mất. Trương Dương nghe ra ý tứ của hắn, đối phương rõ ràng đang ám chỉ hắn trong công an có người làm nhiệm vụ báo tin cho giặc. Trương Dương nói, không ngờ anh là muốn tôi đơn thương thất mã đi tìm xe, tôi không biết anh, chắc không phải là anh lập bẫy đợi tôi chui vào chứ. Đối phương cười hắc hắc nói, tôi lừa an thì được cái gì? Tôi và anh là có thâm cừu đại hận. Bí thư Trương, manh mối tôi đã nói với anh rồi, anh tin hay không thì tùy, chiếc xe đó đã bị đưa lên thuyền rồi, ở bến tàu số 7 của cảng mới, thuyền hàng Hưng Long Hiệu, container số 32, đi tới tỉnh tần Việt, còn 3 tiếng nữa là thuyền sẽ nhổ neo, anh hiện tại đi còn kịp đấy. Trương Dương trầm mặc không nói gì. Đối phương nói, những gì nên nói tôi đã nói rồi, nên làm thế nào là bản thân anh tự quyết định. Hắn nói xong liền gác máy. Trương Dương không phải lo sợ chủ yếu là chuyện này rất đột nhiên, đối phương là ai hắn cũng không biết, chỉ bằng vào một cú điện thoại thì thật sự khó có thể khiến hắn tin được. Hắn nhìn đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, hiện tại đi chắc vẫn còn kịp, có điều đối phương nhắc nhở hắn tốt nhất không nên dùng công an, chuyện này có chút phiền phức, căn cứ vào ý tứ trong lời nói của đối phương, chắc là bên trong công an sẽ có người thông báo cho bọn trộm xe này. Trương Dương nghĩ nghĩ, trước tiên vẫn gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, hắn cũng không có nói tình huống cụ thể của mình, chỉ nói với Trình Diễm Đông rằng, "Diễm Đông, điều cho tôi một nhóm người, chúng ta đi làm chút chuyện." Trình Diễm Đông ngây ra một thoáng, "Bí thư Trương, anh cần bao nhiêu?" Trương Dương nói, "Những người đáng tin, quá nhiều mười mấy người đi." Trình Diễm Đông nói, "Chuyện gì vậy?" Trương Dương nói, "Anh đừng quản là chuyện gì, trong 20 phút tập kết xong, cứ đi theo tôi là được, đúng rồi, tất cả mọi người thay thường phục cho tôi, mang theo súng." Tôi bảo Chu Sơn hổ lái xe buýt tới các anh. Chương 1593, Thành ý khai. Trình Diễm Đông vừa nghe thấy còn mang theo súng, trong lòng lập tức minh bạch chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Hắn cũng không hỏi kỹ, nếu Trương Dương không muốn nói thì chứng minh hắn tạm thời muốn giữ bí mật này, Trình Diễm Đông bình thường tuy rằng là người rất thông minh, nhưng hắn cũng không thể dùng lý trí để phân tích chuyện Trương Dương yêu cầu hắn đi làm, hắn vô cùng tín nhiệm Trương Dương thậm chí có thể nói là kính nể từ nội tâm, sự quyết đoán và can đảm của Trương Dương là xuất chúng nhất trong các lãnh đạo mà hắn từng tiếp xúc. Đương nhiên hắn cũng rõ Trương Dương am hiểu nhất là ra bài không theo lẽ thường, hành vi của Trương Đại Quan Nhân thường xuyên là suốt kỳ bất ý, thậm chí còn khiến người ta há miệng trợn mắt. Trình Diễm Đông tổng cộng mang đến 20 người, hắn tự mình dẫn đội, tất cả mọi người thay y phục thường. 20 phút sau, một chiếc xe buýt đó trước cửa cục công an, người lái xe là Chu Sơn Hổ, người ngồi ở ghế vụ là huyện Thái Gia Trương Đại Quan Nhân. Trương Dương ngoắc tay về phía cửa sổ, may lên đi, thời gian cấp bách lắm. Trình Diễm Đông đầu óc ngu ngờ dẫn 20 cảnh sát mặc thường phục lên xe buýt, Trình Diễm Đông đi tới ngồi xuống phía sau Trương Dương, bí thư Trương, việc. Trương Dương nói, tất cả mọi người tắt di động, tất cả thiết bị liên lạc tắt hết đi cho tôi. Tìm một cái túi đựng, đợi hành động xong sẽ trả cho mọi người. 20 cảnh sát đều nhìn Trình Diễm Đông, tuy rằng Trương Dương là bí thư huyện ủy, nhưng lãnh đạo trực tiếp của bọn họ là Trình Diễm Đông. Trình Diễm Đông nói, lời nói của bí thư Trương đã nghe thấy chưa, tất cả tắt đi. Tất cả cảnh sát trên xe đều tắt di động, Trương Dương ném một cái túi ra tới, bỏ tất cả thiết bị liên lạc vào trong đó. Trình Diễm Đông nói, bí thư Trương, chúng ta đi đâu? Trương Đại Quan Nhân cười nói, trừ ác dương thiện, đã kích thế lực hắc ác. Trình Diễm Đông cười khổ nói, Bí Thư Trương, ngài có thể để lộ chút tin tức không? Trương Dương nói, đến nơi các anh sẽ biết, tôi không bảo các anh hành động thì các anh không được hành động, tất cả đợi thông chi của chờ tôi. Trình Diễm Đông nói, thông chi thế nào? Trương Dương lấy ra hai chiếc bộ đàm đưa cho Trình Diễm Đông một cái, mình thì giữ lại một cái. Hắc cười nói, chuyện này hôm nay tôi không chắc, nếu tôi phán đoán sai lầm, xảy ra vấn đề thì tôi chịu trách nhiệm, các anh coi như không xuất hiện nếu tôi phán đoán chính xác thì chính là một kiện công lớn tất cả công lao đều tính cho các anh tôi tuyệt đối không tham công tất cả cảnh sát đều bật cười có người nói bí thư trương ngài nói như vậy thì chúng tôi mới biết thì ra là một chuyện tốt trương dương nói khẳng định là chuyện tốt có người lớn gan nói chúng tôi còn tưởng rằng thay quần áo đi giúp bí thư trương đánh nhau mọi người trong xe đều bật cười trương dương cũng cười đánh nhau ư đánh nhau thì tôi bảo các anh mang súng đi làm gì hơn nữa, tôi nếu đánh nhau cũng không cần các anh hỗ trợ. Ai chẳng biết bí thư trương của chúng ta là đánh khắp Bắc Hải không địch thù. Trương Dương cười ha ha, nói với Trình Diễm Đông, Diễm Đông à, đám bộ hạ này dạy dỗ kém quá, không ngờ đều coi thường tôi như vậy, tôi có đánh khắp Bình Hải cũng không có vấn đề gì. Mọi người lại bật cười. Trình Diễm Đông nói, bí thư trương văn trị hay võ công đều là thiên hạ, phải là đánh khắp thiên hạ không địch thủ mới đúng. Trương đại quan nhân ho khan một tiếng, mặt mày tươi cười nói, Diễm Đông, con người anh thiếu hàm xúc quá, ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy ngang nhiên vỗ mông ngựa tôi, khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Người trong xe lại đồng thanh cười to. Trương đại quan nhân mỉm cười nói, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, thật ra, con người tôi rất không thích dùng vũ lực, tôi thích lấy đức thu phục người, nói sự thực, nói đạo lý mới là căn bản trong công tác của chúng ta, đương nhiên đối phó với một số thế lực hắc ác, Đạo lý nói không thông thì chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn vũ lực để giải quyết. Các đồng chí, tôi tin hôm nay sẽ là một ngày vô cùng huy hoàng. Trương Đại Quan Nhân cũng không biết vì sao muốn dùng muốn dùng hai chữ huy hoàng này, tóm lại hắn cho rằng hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trương Đại Quan Nhân tuyệt đối không phải là hạng mãng phu, người thần bí gọi điện thoại cho hắn, nếu là một cái bẫy, bằng vào bản sự của hắn, đối phương có nhiều người đến mấy cũng không làm gì được hắn. Trương Dương lúc ban đầu định cải trang tới tìm kiếm hư thật, nhưng về sau lại ngẫm lại, nếu xe thực sự ở trên thuyền, như vậy hắn cần một số bang thủ. Trương Dương bảo Trình Diễm Đông dẫn đám người này tới đây, dụng ý không phải để bọn họ ra tay mà là hỗ trợ áp trận. Cách nói năng hài hước của Trương đại quan nhân khiến không khí bên trong xe rất vui vẻ tường hòa, thoạt nhìn đám cảnh sát này không giống như là đi làm nhiệm vụ, mà giống ra ngoài du lịch hơn. Ô tô tới cảng mới, Trình Diễm Đông bắt đầu ý thức được chuyện này chỉ sợ không đơn giản như lời Trương Dương Trương Dương thay một thân quần áo lao động, đi bao tay bảo hiểm lao động, trên đầu đội mũ bảo hộ, nhìn thoáng qua thì giống như là công nhân khuân vác ở bến tàu. Chu Sơn Hổ đỗ xe ở bến tàu số 7, Trương Đại Quan Nhân xuống xe, Trình Diễm Đông bảo tất cả mọi người chờ trong ô tô, hắn đi theo Trương Dương xuống ô tô, nói khẽ bí thư Trương, ngày hôm nay lại định diễn vở kịch gì vậy? Trương Dương nói, xe của Kiều Mộng Viện bị người ta trộm. Tôi biết, có người gọi điện thoại nói cho tôi biết chiếc xe đó hiện tại đang ở trên Hưng Long hiệu. Trương Dương chỉ chỉ vào chiến tàu hàng cách đó không xa. Trình Diễm Đông ngẩng đầu nhìn, "Bí thư Trương, không phải là tôi nói ngài đâu, nhưng chuyện này nghe sao mà mơ hồ thế. Ngài khẳng định lời nói của đối phương là thật ư? Vạn nhất hắn lập bẫy thì sao?" Trương Dương cười nói, "Cho nên tôi mới gọi các anh tới." Trình Diễm Đông nói, "Chuyện này có thể giao cho tôi." tôi sẽ thông chi cho cảnh sát bắc cảng phối hợp điều tra trương dương nói người nọ nói chỉ cần thông chi cho cảnh sát thì lập tức sẽ để lộ phong thanh cho nên tôi mới bảo các anh mặt thường phục tới đây tất cả thiết bị liên lạc cũng phải tắt trình diễm đông nói cho dù thực sự tìm được chiếc xe đó chúng ta cũng là phá án vượt địa bàn ở trước mặt đồng nghiệp cũng khó ăn khó nói trương dương chừng mắt lườm hắn một cái tôi không hơn hy vọng để các anh đi tra xảy ra chuyện thì tôi gánh chỉ cấp tìm thấy chiếc xe đó, cách anh chỉ cần hành động, khống chế Hưng Long hiệu, tôi con mẹ nó không tin, vượt địa bàn thì sao chứ? Khi mất đồ sao không nói vượt địa bàn, khi phá án thì lại nói vượt địa bàn, tôi nhổ vào, Diễm Đông, anh cứ đợi tín hiệu của tôi. Trình Diễm Đông nói, tín hiệu gì? Trương Dương từ trong ngực lấy ra một khẩu súng báo hiệu, tôi sẽ phóng ra đạn tín hiệu, các anh lập tức hành động. Trình Diễm Đông bất lực đành gật đầu chuyện đã tới nước này thì chỉ đành theo vị bí thư đại nhân này điên một lần thôi từ súng báo hiệu mà hắn mang theo cho thấy kế hoạch của người ta khá chu mật trình diễm đông nói tôi phái mấy người đi với ngài trương dương nói đừng làm tôi vướng tay vướng chân tôi cũng không muốn phải bảo hộ thêm mấy người hơn nữa người càng nhiều thì mục tiêu lại càng lớn càng dễ bại lộ trương đại quan nhân nói xong đã nghênh ngang đi đến thuyền hàng hưng long hiệu cách thời gian thuyền nhổ neo còn một tiếng các thuyền viên đều đang tiến hành công tác kiểm kê hàng hóa cuối cùng. Trương Đại Quan Nhân thừa dịp người khác không chú ý, thuận tay cầm một cái thùng gỗ vuông vức lên, khiêng tới cầu thang thuyền. Trình Diễm Đông từ xa nhìn thấy biểu hiện của Trương Dương, trong lòng thầm than, thằng cha này không đi làm đặc công thật sự là đáng tiếc. Trương Dương khiêng thùng gỗ đi lên khoang thuyền, có người gọi, làm gì thế? Tôi bảo anh làm gì thế hả? Trương Dương nói, ông chủ bảo tôi đưa tùng hàng tới container số 32. Đối phương có chút kỳ quái nhìn Trương Dương, cái gì vậy? Tôi cũng không biết, anh hỏi TTO thì tôi biết hỏi ai. Con mẹ nó khệnh nhỉ, anh là anh, mới tới à? Trương Dương ngẩng đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương, mới tới thì sao? Mau tránh ra, tôi con mẹ nó đang khiêng một thùng hàng đó. Đối phương thật sự bị Trương Dương lừa, chỉ vào đuôi thuyền, nói ở bên kia. Trương Dương khiêng thùng gỗ đi tới, container số 32 cũng không khó tìm, sau khi tìm được hắn, sau khi tìm được thì bỏ thùng gỗ xuống, phát hiện phía sau có ba người đi tới, một người trong đó chính là tên vừa rồi chỉ đường cho hắn. Người nọ chỉ vào Trương Dương, anh là ai? Trong thùng rốt cuộc có gì? Trương Dương cười nói, anh hỏi tôi à? Tôi cũng muốn hỏi anh đây, trong thùng này rốt cuộc có gì? Hắn chỉ vào container số 32 đối phương hừ lạnh một tiếng bắt hắn lại ném xuống thuyền hai tên đồng bạn ứng tiếng ba người từ ba hướng khác nhau lao về phía trương dương trương đại quan nhân thở dài nói chúng ta có chuyện gì thì cũng từ từ mà nói đừng có đừng động thủ tên dâu quai nói ở giữa cười gần nói hiện tại biết sợ thì muộn rồi mày có biết thuyền này của ai không trương dương nói thuyền của ai viên lão tên dâu quai nó nói được một nửa thì ngộ ra gì đó hắn mắt trợn tròn tức giận, con mẹ mày. Còn chưa en soi xong thì trưởng ảnh ở trước mắt nhoáng lên một cái, ăn luôn một phát tát. trương đại quan nhân rất am hiểu tinh túy của bốn chữ công kỳ bất bị, đã bại lộ rồi thì ra tay nhất định không thể trần chờ cái tát này là quà tặng kèm thôi, thứ lợi hại chân chính vẫn ở phía sau, hắn ra tay như điện, trong nháy mắt đã chế trụ tất cả huyệt đạo của ba người, ba người mềm nhũn ngã xuống, tên dâu quai nón mặt sưng húp, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và hoang mang, trong lòng không thể nào hiểu được, một cái tát đó làm sao mà đánh lên được mặt mình, thằng cha này ra tay cũng quá nhanh rồi. chương 1594, Thành Ý 3 Trương Dương từ dưới đất nhặt lên một cây gậy sắt, cười lạnh một tiếng, nhìn nhìn chung quanh, xác định không có ai lưu ý đến động tĩnh bên này thì lúc này mới ngây ngang đi tới trước container số 32, cắm gậy sắt vào ổ khóa, rót nội lực lên hai tay, dùng sức gậy một cái, rắc một tiếng, khóa sắt theo tiếng rơi xuống, Trương Dương mở cửa container, nhìn thấy trong đó có một chiếc ô tô, bên ngoài được trùm vải màu, Trương Dương đi tới vén lên, liếc một cái liền nhận ra chiếc xe này đúng là chiếc xe bị mất của Kiều Mộng Viện. Trương Đại Quan Nhân thở phào nhẹ nhóm, hôm nay không tới không công, tìm được chiếc xe này chẳng khác nào tìm được chứng cớ, tìm được chứng cớ chẳng khác nào chiếm được lý, thằng cha này là hạng người nào chứ? Luôn miệng đòi lấy đức thu phục người, nhưng trước giờ đều là hạng vô lý chiếm ba phần, huống chi hiện tại đạo lý ở trong tay hắn, trương đại quan nhân mặc kệ nơi này là Bắc Cảng hay là Tân Hải, Cảng mới thì sao? Phàm là chọc vào lão tử thì đánh tuốt. Trương đại quan nhân sờ vào súng báo hiệu, đang chuẩn bị phát tín hiệu thì tay sờ đến báng súng lại thay đổi chủ ý, thứ đồ chơi này chưa đến lúc nguy cấp thì cũng không cần phải sử dụng, hắn trước tiên dùng bộ đàm liên lạc với Trình Diễm Đông. Trình Diễm Đông dẫn hơn 20 cảnh viên đang khẩn trương chờ đợi, Trình Diễm Đông đoán rằng hôm nay khẳng định sẽ gặp chuyện không may, tuy rằng không biết đã phát sinh cái gì, nhưng nhìn điều bộ khởi binh vấn tội của bí thư trương hôm nay, đám người bọn họ tất cả là đồng lõa, trình diễm đông không biết vì sao bỗng nhiên nghĩ tới từ đồng lõa này, chỉ lắc đầu cười khổ, hy vọng hôm nay bí thư trương đừng làm ra chuyện kinh thế hãi tục gì. Trương đại quan nhân cuối cùng cũng ra lệnh, diễm đông, lập tức xuất lĩnh người của chúng ta khống chế hưng long hiệu, con thuyền này có vấn đề, tôi đã tìm được chiếc xe bị mất của kiều mộng viện trình diễm đông nghe thấy trương dương đã tìm được xe thì lập tức yên lòng tìm được vật chứng là tốt rồi ít nhất cũng không bị người ta chụp cho cái mũ tới gây sự sau khi kết thúc thông báo trình diễm đông nói hiện tại bắt đầu hành động chia làm ba tổ một tổ theo tôi đi chiếm lĩnh khoang điều khiển một tổ phụ trách khống chế bến tàu và yểm hộ còn một tổ đi tiếp ứng bí thư trương chu sơn hổ nói tôi đi tiếp ứng bí thư trương trình diễm đông gật đầu sau khi phân phối nhân viên thì lớn tiếng nói hành động Tính cả trình diễm đông thì 22 người chia làm 3 triển khai hành động. Trương Đại Quan Nhân cất bộ đàm đi, nhìn thấy hơn 10 người đang từ đuôi thuyền chạy tới chỗ hắn. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu nói, muốn chết. Hắn cầm cái thùng gỗ mà mình khiêng tới thuận tay ném ra. Ý định ban đầu của Trương Đại Quan Nhân tuyệt đối không phải là đại sát tứ phương. Thùng gỗ đập lên khoang thuyền, rượu nho bên trong cũng vỡ nát. Trên khoang thuyền chỗ nào cũng là mảnh vụn thủy tinh của bình rượu và rượu ngon. Trương Dương đang chuẩn bị nhân cơ hội này thoát thân tới khoang điều khiển hội hợp với bọn trình diễm đông thì phát hiện từ chỗ đầu thuyền cũng có hơn 10 hán tử vọt tới. Đối với hắn hình thành thế vây bắt trước sau, Trương Đại Quan Nhân nhảy lên không, tóm lấy mép container, lập tức xoay người bay lên như diều hâu. Thân hình của hắn vừa mới đứng vững thì liền cảm thấy sau đầu có tiếng gió ảo ảo, nhanh chóng cúi đầu, một chai rượu vang bay qua đỉnh đầu, một nam tử cao lớn mặt đầy dâu đứng trên đài quan sát. Nhìn thấy một kích không trúng, cầm cờ lê ném tới trương dương chiếc cờ lê đó ở trong không trung xoay tròn như máy say gió trương đại quan nhân vươn tay ra không ngờ bắt được chiếc cờ lê đó sau đó hắn dùng chiêu lấy của người trả cho người cũng giơ cờ lê lên ném về phía tên nam tử đó so với tên đó từ trên cao ném xuống trương đại quan nhân từ dưới ném lên thì đó khó lớn hơn nhiều có điều độ chính xác của hắn so với đối phương thì cao hơn rất nhiều tên nam tử đó nhìn thấy cờ lê xoay tròn trước mặt lớn dần lại không thể tránh nổi bốc một cái bị nện giữa đầu, chỉ cảm thấy trời đất đầy sao, ngay cả cổ họng cũng không kịp phát ra một tiếng kêu đã ngã ngửa mất lịm. Lúc này đã có hai tráng hán bò lên container, một người phía bên phải giơ gậy sắt lên cao đập vào lưng Trương Dương, Trương đại quan nhân chẳng thèm nhìn, chân đá ngược ra sau chúng bụng dưới của tên đó, khiến hắn kêu thảm thiết bay xuống khỏi container, ngã chỏng vó trên khoang thuyền. Một người khác trong tay cầm gậy sắt quét vào chân Trương Dương, Trương Dương nhẹ nhàng nhảy lên, rồi dậm lên gậy sắc, khóe miệng lộ ra nụ cười nhát, chân trái nhấc lên nhanh như thiểm điện quét ngang, đá trúng ngực đối phương, đá kẻ tập kính xuống khỏi container, vừa hay ngã lên trên người tên vừa ngã xuống đất lúc trước, hai tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên. Nhóm người này dù sao cũng là người đông thế mạnh, trong thời gian Trương Dương đá ngã hai người, lại có bảy tên thuyền viên bò lên container, trong tay bọn họ cầm gậy sắt, móc sắt còn có người còn có người trong tay cầm hồ điệp đao trương đại quan nhân thở dài chật chật tìm chết ư hắn lao về phía tên thuyền viên tay cầm hồ điệp đao tên tay cầm móc sắt chắc cũng có chút can đảm là người đầu tiên xông lên cản đường trương dương móc sắt nhoáng lên một cái móc vào ngực trương dương trương dương căn bản không có không thèm có động tác tránh né vươn tay ra đỡ một tay tóm lấy móc sắt rồi lập tức một quyền nện lên mặt tên đó quyền này đánh cực vang khiến cho mặt tên đó nở hoa dện mông xuống đất tên tay cầm hồ điệp đao đầu tiên đành hờ hai phát sau đó thì một đao đâm vào Trương Dương, móc sắt trong tay Trương Dương nghênh đón, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, hồ điệp đao bị móc sắt móc lấy, Trương Dương thuận tay giật một cái, hồ điệp đao bay về phía giữa không trung, hắn lui về phía sau một bước, duỗi tay ra, vững vàng tóm lấy hồ điệp đao vào trong tay, đao ảnh trong tay biến ảo, mấy tên thuyền viên vây quanh hắn chỉ nhìn thấy hàn quang lóe ra, sau đó cảm thấy quần lỏng đi, thắt lưng không ngờ bị Trương Dương liên tiếp chém đứt cả một đám vội vàng ném vũ khí trong tay đi để tóm quần, dưới tình trạng như vậy chẳng khác nào từ bỏ phản kháng. Trương đại quan nhân cười ha ha, móc sắt trong tay liên tục đánh ra, hắn đều là dùng chỗ gấp khúc của móc sắt đánh trúng đám người này, phân thốn nắm rất chuẩn, nếu không hôm nay có không biết bao nhiêu người táng mạng dưới tay hắn. Khi Trương đại quan nhân đang ra tay trên container, Trình Diễm Đông đã dẫn bộ hạ đã khống chế khoang điều khiển. Chu Sơn Hổ dẫn 4 gã cảnh sát phụ trách tiếp ứng Trương Dương nhìn thấy bí thư Trương đang tay đấm chân đá trên container, hơn 20 tên thuyền viên có ý đổ vây công hắn đều bị đánh xuống container như gió quét lá vàng. Chu Sơn hổ tuyệt đối không xa lạ gì với sức chiến đấu của Trương Dương, còn đám cảnh sát này đều là lần đầu tiên kiến thức bí thư Trương lấy mình làm gương tự mình chiến đấu, sức chiến đấu cường hãn khiến đám cảnh sát nhìn thấy mà há to miệng, công phu của bí thư Trương đúng là không phải bình thường, rất là thực chiến, so với xem phim võ hiệp còn đã nghiền hơn. Đám người này ngay cả mục đích chủ yếu hôm nay tới đây cũng quên mất, chỉ lo thưởng thức, không ai nghĩ đến đi tiếp ứng. Trương Đại Quan Nhân cũng không có ý để bọn họ nhúng tay vào, bốp, một quyền lại đánh ngã một tên, nhìn chung quanh container, đã ngã xuống một mảng rồi, ít còn ai dám xông lên khiêu chiến. Trương Dương vỗ vỗ hai tay, nhìn bọn Chu Sơn Hổ ở phía dưới, thất thần ra đó làm gì? Bắt người. Lúc này bọn Chu Sơn Hổ mới có phản ứng, cả đám đi tới hỗ trợ bắt người còng tay khẳng định là không đủ dùng, liền dùng dây dày của những người này lật tay họ lại mà trói. Trương đại quan nhân từ trên container nhảy xuống, gật đầu hài lòng, không nhìn ra kỹ thuật đóng gói của các anh tốt như vậy. Chu Sơn Hổ nói, bí thư Trương, tìm được chưa? Trương Dương chỉ chỉ vào bên trong container, hắn bỗng nhiên rút súng báo hiệu ra rồi nhấn cò súng. Một gã nam tử mặc áo đen ở trên đài quan sát đang dùng nỏ cơ giới nhắm vào ót Trương Dương, hắn còn chưa kịp bắt thì nhìn thấy một quả cầu lửa bốc khói trắng bay về phía mình rồi nện trúng ngực. Lực trùng kích của đạn tín hiệu cũng không phải là nhỏ, tên đó hét thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống từ lan can, người nện lên cầu thang thuyền, sau đó thì lăn lống lốc xuống, sau cùng thì ngã xuống khoang thuyền. Nằm đó không động đậy, không biết là đang sống hay chết. Chu Sơn hổ vào tới kịp thời, một cước đá văng cái nỏ cơ giới rồi đá thêm một cước vào bụng tên đó. Mấy gã cảnh sát rút súng thật ra, không ngờ những thuyền viên này gan lớn như vậy, có người không ngờ muốn bắn chết bí thư trương. Trước sau không đến 20 phút thời gian, bọn họ đã khống chế toàn bộ thuyền hàng hương long hiệu, chiến đấu kịch liệt phát sinh ở bên này rất nhanh liền truyền tới phân cục cảng mới. Cục trưởng phân cục cảng mới Tô Vinh Thiêm sau khi nhận được tin tức thì dẫn hơn trăm cảnh sát tới bến tàu số 7, khi bọn họ tới thì ở hiện trường đại cục đã định. 53 thuyền viên bao gồm cả thuyền trưởng Lưu Quốc Phú toàn bộ bị mất, trên Hưng Long hiệu lục soát của ba chiếc ô tô xịn, còn tìm được không ít rượu nho, chỗ rượu nho này toàn bộ là lén buôn lậu từ nước ngoài vào. Tô Vinh thiêm sắc mặt xanh mét, Trương Dương dẫn người của cục công an Tân Hải tới cảng mới phá án, trước chuyện hắn cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì, hành vi như vậy là rất quá đáng. Chương 1595, quá giới hạn 1. Khi Tô Vinh thiêm chạy đến thì nhìn thấy container số 32 của Hưng Long hiệu đã bị chuyển xuống khỏi thuyền. Tô Vinh Thiêm không tìm được Trương Dương, y nhìn thấy Trình Diễm Đông đang đứng ở trên bến tàu chỉ huy, Tô Vinh Thiêm nhắc nhở mình nhất định phải bình tĩnh. Trình Diễm Đông tất nhiên đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát phía sau, nhìn thấy cục trưởng Tô Vinh Thiêm của phân cục công an cảng mới xuất lĩnh hơn trăm công an tới hiện trường, đúng như cái gọi là lai giả bất thiệt, thiện giả bất lai, Trình Diễm Đông trong đáy lòng vẫn có chút xấu hổ, dù sao nơi này cũng là Bắc Cảng, là khu trực thuộc phân quản của Tô Vinh Thiêm, mà hắn là cục trưởng công an Tân Hải bất kể từ phương diện nào mà nói thì cũng không thỏ tay tới địa bàn của người khác được. Trình Diễm Đông mỉm cười gật đầu với Tô Vinh Thiêm. Tô Cục, anh đến rồi à? Tô Vinh Thiêm nhìn thấy bộ dạng mỉm cười của Trình Diễm Đông thì càng cảm thấy tức giật, đối phương đã dẫm cả lên đầu mình rồi. Tô Vinh Thiêm đương nhiên cũng không hỏa hoãn gì, lạnh lùng nói, ngại quá, đã tới chậm. Trình Diễm Đông đã sớm có chuẩn bị đối với thái độ lạnh như băng của Tô Vinh Thiêm, nụ cười của hắn không thay đổi, Chúng tôi vừa nhận được mật báo, nói là Hưng Long hiệu có vấn đề. Tô Vinh Thiêm nói, tin tức của cục trưởng Trình Linh Thông thật, chuyện phát sinh ở khu trực thuộc của tôi mà tôi cũng không nghe nói tới. Trình Diễm Đông nói, chúng tôi đã tìm được xe bị mất trộm của Kiều Mộng viện ở Hưng Long hiệu. Tô Vinh Thiêm có chút kinh ngạc nhìn Trình Diễm Đông, chuyện này vòng một vòng không ngờ lại vòng về trên người Kiều Mộng viện, y nhíu mày nói, tôi cũng đang tìm chiếc xe đó, trình cục đã có tin tức vì sao không cho tôi cho ta biết? vấn đề này thật sự không tiện trả lời. trình diễm đông ho khan một tiếng. hành động của bọn họ tuy rằng là để đả kích tội phạm, nhưng trên đạo lý cũng khó ăn khó nói. vượt địa bàn bắt người, hơn nữa căn bản không thông báo cho tô vinh thiêm, chẳng khác nào trực tiếp tát vào mặt tô vinh thiêm. tô vinh thiêm phát tiết một chút bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. trình diễm đông nói khẽ chuyện xảy ra quá đột nhiên, tôi không kịp thông chi cho tô cục. tô vinh thiêm cười ha ha, nói chuyện xảy ra quá đột nhiên ư? Ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có, Trình cục rốt cuộc là không tin tôi hay là lo có người cướp công. Những lời này của Tô Vinh Thiêm nói rất khác bạc. Mặt Trình Diễm Đông có chút nóng lên, nhưng hắn hôm nay quả thực đối lý, Tô Vinh Thiêm nói hắn vài câu, cứ coi như là cho vị cục trưởng cảng mới này phát tiết một chút. Trình Diễm Đông quyết định nhẫn nhịn, mọi người đều là người trong hệ thống, dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Lúc này container số 32 đã bị thả xuống khỏi thuyền hàng Hưng Long Hiệu cửa lớn của container mở ra, Chu Sơn Hổ lái chiếc Mercedes Việt giã từ trong ra, Trương Đại Quan Nhân cũng tiêu giao tự đắc bước xuống thuyền hàng, hắn nhìn thấy Tô Vinh Thiêm trên bến tàu, Trương Đại Quan Nhân cười rất rạng rỡ vì sao cười, bởi vì hắn có được chứng cớ, lão tử tìm được xe bị mất, Tô Vinh Thiêm anh thân là cục trưởng công an phân cục khu cảng mới, tôi không phải không cho anh thời gian, anh không tìm thấy là vì bản thân không có tài. Trương Đại Quan Nhân cũng lưu ý thấy sắc mặt của Tô Vinh Thiêm rất khó coi, nhưng thằng cha này trước giờ là hạng không quan tâm tới cảm thụ của người khác, đương nhiên là ngoại trừ nữ tính. Trương đại quan nhân không ngay lập tức đi tới chỗ Tô Vinh Thiêm, chỉ coi như là không thấy y, đi tới trước chiếc Mercedes đó rồi nhìn nhìn. Tô Vinh Thiêm rõ ràng vừa rồi đã tiếp xúc ánh mắt mấy lần với hắn, nhưng Trương Dương không định chú ý tới y, Tô Vinh Thiêm trong lòng nổi giận, y nhắc nhở mình nhất định phải kìm nén lửa giận, việc hôm nay không phải tức giận là có thể giải quyết được. Y nghĩ nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn đi tới chiếc xe đó, tới trước mặt Trương Dương, bí thư Trương. Trương đại quan nhân giả bộ giờ mới thấy Tô Vinh Thiêm, ối trà, đây không phải là cục trưởng Tô ư. Anh đến rồi à, tôi đang định gọi điện thoại cho anh đây. Tô Vinh Thiêm trong lòng tức lắm, đã dẫm lên đầu tôi rồi mà con mẹ nó còn giả vờ giả vịt, cũng quá khi dễ người ta rồi. Tô Vinh Thiêm nói, bí thư Trương vì sao không nói với tôi một tiếng những lời này của tô vinh thiêm hỏi thật ra cũng không có gì không phải hắn mới là cục trưởng phân cục cảng mới cho dù là cần cảnh sát áp dụng hành động cũng phải là y ra lệnh lúc nào đến phiên vị huyện thái ra tân hải anh anh ở tân hải là người đứng đầu nhưng quyền lực của của anh chỉ giới hạn ở tân hải dựa vào gì mà thò tay tới khu trực thuộc của tôi tô vinh thiêm tự nhủ nói chuyện vẫn tính là khách khí nếu đối phương không phải là trương dương thì y đã sớm trở mặt rồi Trương đại quan nhân cười nói, có cần thiết phải vậy không, câu này khiến Tô Vinh Thiêm thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Tô Vinh Thiêm nghĩ thầm Trương Dương Anh quá cản rỡ rồi, bằng hữu của anh ở trong khu trực thuộc của tôi đánh mất đồ, tôi cũng nể mặt anh, anh ở đường Hải Phong ra tay đánh người, tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của anh, đem ông chủ, phục vụ, đầu bếp gây chuyện bắt đi hết, tôi cũng dùng tất cả cảnh lực giúp anh tìm vật bị mất, cả một đêm cũng không được ngủ, ví tiền, giấy tờ đều tìm về cho anh, anh chẳng nói lấy một chữ cảm ơn. Hiện tại không ngờ lại chơi tôi một vố, có tin tức của chiếc xe bị mất mà không cho tôi biết. Không ngờ còn dẫn một đám công an Tân Hải phá án quá giới hạn, anh đặt mặt mũi của Tô Vinh Thiêm tôi ở đâu? Anh đặt mặt mũi của công an phân cục cảng mới chúng tôi ở đâu? Về sau bảo đám người chúng tôi làm sao mà ngẩng đầu lên được ở Bắc Cảng?" Tô Vinh Thiêm nói, "Bí thư Trương, mọi người đều là phục vụ cho Bắc Cảng, có chuyện gì thì có phải nên chiếu ứng lẫn nhau không? Chuyện hôm nay tôi có chút không hiểu." anh đã có manh mối vì sao không thông chi cho tôi. Tô Vinh Thiêm lúc này đã có chút không nén được giận, cho dù có dễ tính đến mấy cũng không thể tùy tiện để người ta khi dễ. Trương Dương cười nói cái gì mà các anh với cả chúng tôi. Câu vừa rồi của anh không sai, mọi người đều là phục vụ cho Bắc Cảng, đả kích tội phạm cũng không chỉ là trách nhiệm của phân cục các anh, cũng là trách nhiệm chung của mọi người chúng ta, Tô Cục à, phải có cái nhìn đại cục chứ. Tô Vinh Thiêm bị hắn chọc cho tức nổ đom đóm mắt, trong lòng mắng tổ tông Trương Dương một lượt, còn mẹ nó thế này là sao? Khi phụ tới đầu người ta rồi còn nói là bố mày đây không có cái nhìn đại cục, Tô Vinh Thiêm nói, bí thư Trương, anh nói đúng, nếu tìm được chiếc ô tô bị mất đó rồi thì giao lại chuyện cho tôi xử lý đi. Trương Dương cười nói, Tô Cục, anh đừng gấp, chuyện này chúng tôi hỏi rõ đã rồi nói. Tô Vinh Thiêm nói, bí thư Trương, bất kỳ chuyện gì bất kỳ chuyện gì dù sao cũng phải có quy tắc. Nghi bắt đầu tức giận trương đại quan nhân trương đại quan nhân cười ha ha nói quy tắc của tô cục là gì tôi chăm chú lắng nghe khóe môi tô vinh thiêm giật giật cuối cùng vẫn không nói gì dùng từ tức giận nhưng không dám nói để hình dung cảm thụ trong lòng y lúc này chuẩn xác nhất y không dám nói không chỉ là vì khiếp sợ uy thế của trương dương còn có một điểm quan trọng hơn là đám người này trương dương đã tìm được xe của kiều mộng viện trước y cái này làm cho cả cục diện trở nên có chút bất lợi đối với y tô vinh thiêm nói bí thư trương chuyện này phát sinh trong khu trực thuộc của tôi, tôi nghĩ tốt nhất hay là do tôi xử lý. Những lời này của y nhắc nhở Trương Dương chuyện xảy ra ở ở địa phương nào, cũng mang khẩu khí thương lược, đây cũng là thủ đoạn bất đắc dĩ mà phải lui cầu nhượng bộ của Tô Vinh Thiêm, mạnh bạo với loại người như Trương Dương chỉ sợ là không được, chỉ có thể trước tiên vỗ về hắn, chỉ cần hắn giao lại gian hàng này vào tay mình thì chuyện cũng được bù đắp. Trương đại quan nhân nghe ra ngữ khí của Tô Vinh Thiêm đã có chứa thành phần chịu thua, hắn cũng không phải là là hạng người đuổi tận giết tuyệt. Thật ra mục đích chính yếu hôm nay hắn tới đây là muốn tìm chiếc xe Việt giã bị mất của Kiều Mộng Việt. Hiện tại đã đạt được mục đích, bình tĩnh mà xem xét thì Tô Vinh Thiêm không hề đắc tội với hắn. Mình dẫn một đám công an Tân Hải tới địa giới của người ta, người ta cũng không nói nửa câu oán ngôn, chỉ cần từ điểm này mà nói thì Tô Vinh Thiêm vẫn rất có tầm mắt. Mặc kệ người ta có phải là đang nén giận hay không, nhưng ít nhất công phu ngoài mặt vẫn làm được rất tốt, Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, không cần thiết phải xé rách ra mặt với tô vinh thiêm nếu đã đạt được mục đích thì nhân cơ hội này xuống đài đi hắn đang chuẩn bị nói chuyện thì di động đổ chuông trương dương cười cười với tô vinh thiêm ý bảo mình tiếp điện thoại trước đã hắn đi sang bên cạnh trong điện thoại truyền đến tiếng cười bí thư trương tôi có đủ thành ý hay không phần lễ vật này anh hài lòng chứ trương dương nói cũng tạm tạm đối phương nói bí thư trương tôi không nhìn lầm chữa anh ra phóng mắt khắp toàn bộ bắc cảng tìm không ra quan viên thứ hai có loại bá lực này. Trương Dương nói, tôi rất có hứng thú gặp mặt anh. Sẽ gặp mặt, có điều trước khi gặp mặt tôi còn phải nhắc nhở anh, anh đã chọc vào một phiền toái không nhỏ. Trương Dương đi ra xa vài bước, cười nói, anh đang lợi dụng tôi. Trương 1596, quá giới hạn 2. Lợi dụng lẫn nhau thôi, anh vẫn chưa giúp tôi làm bất kỳ chuyện gì, mà tôi thì đã giúp anh làm một chuyện tôi nghĩ chúng ta đã có chút hiểu nhau hiện tại tôi cho anh vài lời khuyên trương dương nhìn chim hải âu đang bay ở xa xa mỉm cười nói chăm chú lắng nghe hưng long hiệu là của viên hiếu nông nhưng hắn sẽ không thừa nhận bởi vì chủ thuyền đăng ký không phải hắn hàng hóa cũng là của hắn nhưng anh không nắm được nhược điểm của hắn trương dương nói hắn trộm xe của tôi hắn chỉ phụ trách tiêu thụ tang vật loại việc nhỏ trộm xe này hắn khinh thường không làm chỉ là hắn không ngờ lần này đã dính vào một đại phiền toái lớn trương dương nói mặc kệ hắn là ai tôi phải lôi hắn ra anh không chứng cớ mà anh có đối phương bật cười ha ha bí thư trương lúc ban đầu anh thiếu tín nhiệm đối với tôi hiện tại nên tin tôi đi nhưng sự tín nhiệm của tôi đối với anh sẽ còn tăng lên nói với anh một chuyện anh trai của viên hiếu nông là viên hiếu công tam đệ là viên hiếu binh tư đệ là viên hiếu thương, ngũ đệ là viên hiếu học, mấy người khác anh có lẽ không quen, nhưng Cục trưởng Công an thành phố Bắc Cảng viên hiệu công thì anh chắc biết. Trương đại quan nhân nghe vậy cũng buồn cười, công nông thương học binh tất cả đều có, viên hiếu công hắn đương nhiên biết, là Cục trưởng Công an thành phố Bắc Cảng, phó bí thư ủy ban chính pháp thành phố Bắc Cảng, đối phương vừa nói hắn liền cảm thấy chuyện này dây mơ dễ má khẳng định rất lớn. Đối phương nói, bí thư trương, tôi lại cho anh một lời khuyên, tóm lấy đám người này, nhất định không thể giao cho tô vinh thiêm cho dù một cây gậy che đánh không đến diêm vương nhưng thanh trừ một số tiểu quỷ bên cạnh hắn cũng là chuyện tốt anh nói xem có đúng không trương đại quan nhân đã có thể kết luận tên chỉ điểm này nhất định rất tinh tường tin tức của bắc cảng bằng không hắn sẽ không chỉ dẫn mình trong thời gian ngắn như vậy tìm được xe của kiều mộng viện trương dương đã nắm mấu chốt trong lời nói của đối phương chuyện này thứ nhất là có liên quan tới viên hiệu nông em trai của cục trưởng công an bắc cảng thứ hai hắn nhắc nhở mình đừng giao chuyện này vào trong tay Tô Vinh Thiêm, chẳng lẽ có nghĩa là Tô Vinh Thiêm có chút liên hệ với chuyện này. Trương Dương nhìn thoáng qua về phía sau, rồi nói khẽ anh có phải đang nhắc nhở tôi Tô Vinh Thiêm có liên quan tới chuyện này hay không? Đối phương mỉm cười, chuyện không có chứng cứ tôi sẽ không nói lung tung, bí thư Trương, chúng ta tạm thời nói đến đây thôi. Trương Dương nói có hứng thú gặp mặt hay không? Thôi, dưới tình huống trước mắt anh vẫn chưa không tín nhiệm tôi, Tôi đối với bí thư Trương cũng không có đủ lòng tin, chúng ta bảo trì khoảng cách là tốt nhất." Đối phương nói xong liền gác máy. Trương Dương lắc đầu, xoay người đi về phía Tô Vinh Thiêm. Khi Trương Dương gọi điện thoại Tô Vinh Thiêm cũng đang trò chuyện, y nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, y đang chờ đợi Trương Dương đưa ra quyết đoán chính xác. Trình Diễm Đông bước nhanh tới, trước khi Trương Dương tới chỗ Tô Vinh Thiêm thì đi tới bên cạnh hắn nói khẽ: "Bí thư Trương." Trương Dương gật đầu, Trình Diễm Đông hạ giọng nói, vừa rồi có thuyền viên nói, ông chủ của chiếc thuyền này là viên hiệu nông, em trai của viên cục. Trình Diễm Đông hiển nhiên cho rằng đây là một nan đề, đối với bọn họ mà nói có lẽ hiện tại phiền toái mới chân chính bắt đầu. Trương Dương không nói gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trình Diễm Đông cho rằng hắn đang suy nghĩ, tuy rằng Trương Dương là bí thư huyện ủy Tân Hải, nhưng sức ảnh hưởng chính trị ở Bắc Cảng vẫn tồn tại tranh lệch không nhỏ với cục trưởng thị cục. Huống chi hôm nay là bọn họ vượt giới hạn trước, tìm được chiếc xe trộm không sai, nhưng ở trước mặt đồng nghiệp vẫn không đủ lý lẽ, Trình Diễm Đông nhỏ giọng đề nghị, đăng ký thuyền lại không phải là viên hiệu nông, tôi thấy chuyện này có chút phiền phức, không bằng. Hắn tạm dừng một chút, bởi vì Trương Dương đến bây giờ còn chưa nói ra thái độ của bản thân, cho nên Trình Diễm Đông có chút do dự không biết có nên nói ra ý kiến của mình hay không. Trương Dương nói, không bằng cái gì? Trình Diễm Đông nói, cho phân cục cảng mới đường sống. Trương Dương bật cười, hắn vẫn không tỏ thái độ mà là xoay người đi về phía Tô Vinh Thiêm. Tô Vinh Thiêm từ trong đối thoại vừa rồi của Trình Diễm Đông và Trương Dương nắm được một số chi tiết vi diệu, hắn nhìn ra chuyện này khiến Trình Diễm Đông cũng vô cùng khó giải quyết, chuyện đã tới nước này, biện pháp giải quyết tốt nhất là mọi người nhường nhau một bước, có thể có thể không truy cứu trách nhiệm hành động vượt quá địa bàn của đối phương, điều kiện tiên quyết là Trương Dương phải giao hiện trường cho bọn họ xử lý, mọi người coi như không phát sinh chuyện gì tâm nguyện của Trương Dương đã hoàn thành. Hắn lái chiếc xe Việt giá bị mất của Kiều Mộng Viện đi, mà những người này thì tất cả giao cho y, chẳng khác nào giao quyền chủ động hành động lần này vào tay y, đồng thời cũng giao cả công lao lần này cho y. Tô Vinh Thiêm cho rằng Trương Dương không thể cự tuyệt đề nghị của mình, kết quả như vậy đối với mọi người đều tốt. Trương Dương nói, Tô Cục, vụ án này rất phức tạp, Cục Công an Tân Hải chúng tôi đã theo dõi thời gian rất lâu, tất cả người hiểm nghi phạm tội chúng tôi muốn dẫn đi, chờ có kết quả thẩm vấn sẽ ngay lập tức thông chi cho các anh tô vinh thiêm mở to hai mắt nhìn lúc này trong lòng y phẫn nộ nhiều hơn kinh ngạc y bất kể là như thế nào cũng không ngờ trương dương sẽ làm ra quyết định như vậy tô vinh thiêm nói bí thư trương chuyện này quyền xử lý không ở tân hải bí thư trương chắc là rõ đạo lý chức trách hơn chúng tôi tôi thân là người lãnh đạo của phân cục cảng mới tôi phải phụ trách trật tự địa khu này chuyện thẩm vấn không phiền tới phương những lời này của Tô Vinh Thiêm đã nói khá không khách khí. Trình Diễm Đông nghe đến đây cũng minh bạch, hôm nay bí thư trương quyết tâm muốn đem bọn người này đi, hắn trong lòng thầm kêu khổ, Trương Dương đây là muốn triệt để làm lớn chuyện này. Trình Diễm Đông cũng không ủng hộ cách làm của Trương Dương, cho rằng hắn hiện tại áp dụng cách làm cường ngạnh như vậy sẽ chỉ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt trở nên hơn. Nên nhìn thấy sau khi Tô Vinh Thiêm tới hiện trường thì kiệt lực bảo trì khắc chế, nhưng mỗi người đều có điểm mấu chốt, nếu một khi chạm đến điểm mấu chốt của hắn, thế tất sẽ kích khởi sự phản kháng của hắn tục ngữ nói đúng con thỏ nóng lên cũng dám cắn người huống chi vị cục trưởng phân cục cảng mới này tuyệt đối không phải là một con thỏ trình diễm đông tuy rằng không đồng ý với phương pháp xử lý của trương dương nhưng hắn vào bất kỳ lúc nào cũng đều tôn trọng quyết định của trương dương sẽ kiên quyết đứng ở bên cạnh trương dương hắn biết bất kể trương dương áp dụng thủ đoạn cường ngạnh thậm chí mãnh liệt như thế nào thì cuối cùng người thắng vẫn nhất định sẽ là hắn trương đại quan nhân cười ha ha nói, Diễm Đông à, anh nói với tô cục hôm nay ở trên thuyền lục soát được gì đi. Trình Diễm Đông nói, trước mắt phát hiện ba chiếc xe bị trộm, phỏng chừng bước đầu thì giá trị của rượu vang buôn lậu là hơn 500 vạn. Tô Vinh Thiêm nói, vậy tôi càng cần tự mình điều tra. Trương Dương lắc đầu, tô cục, manh mối là chúng tôi tìm được, phần tử phạm tội là chúng tôi bắt được, tang vật cũng là chúng tôi chặn được, anh lúc này tiếp nhận có phải có chút không đúng hay không? Tô Vinh Thiêm có chút nóng nảy, tôi sao mà không đúng. Nghĩ thầm tôi con mẹ nó đã nhượng bộ tới loại tình trạng này rồi, anh còn không buông tha tôi, người không đúng là anh ấy, tôi kính anh một trượt, anh không ngờ ngay cả một thước cũng không chịu nhường tôi, thế này thì quá khi dễ người ta rồi. Trương Dương đâu chỉ không chịu nhường hắn một thước, hắn thậm chí ngay cả một tấc cũng không muốn nhường. Trương Dương nói với Trình Diễm Đông, đem tất cả người bị tình nghi về Tân Hải, niêm phong ngay tại chỗ tất cả hàng trên thuyền hưng long hiệu, cũng phải người phục trách trông chừng, không có sự cho phép của tôi thì bất kỳ ai cũng không thể tự tiện tới gần." Tô Vinh thiêm tức giận nói, "Bí thư Trương, nơi này là Bắc Cảng." Trương đại quan nhân cười nói, "Tôi biết chứ, nơi này chẳng những là Bắc Cảng, còn là cảng khu mới, Tô cục, anh có phải muốn cường điệu với tôi rằng anh mới là cục trưởng của phân cục cảng khu mới hay không?" Tô Vinh thiêm nói, "Không sai, tất cả chuyện xảy ra ở đây là chuyện trong phạm vi chức quyền của tôi." Trương Dương nói, Tô Cục, không phải tôi không nể mặt anh, cũng không phải là tôi chẳng phân biệt được chức trách, tôi cũng nói rõ với anh, trình độ phức tạp của vụ án này vượt qua sự tưởng tượng của anh. Tô Vinh Thiêm nói, chuyện của cảng khu mới tôi có quyền lên tiếng hơn so với đa số người. Nghi rất phẫn nộ, Trương Đại quan nhân vẫn là vẻ mặt chọc tức người ta, có quyền lên tiếng không có nghĩa là có thể đưa ra phán đoán chính xác. Tô Cục, tôi không nghi ngờ năng lực công tác của anh, tôi chỉ muốn nói, trong phương diện đã kích phạm tội chúng ta phải có cái nhìn đại cục hơn, đừng bị quan niệm địa vực giới hạn, trên công tác quét tuyết trước cửa là không đúng. Nhưng Tô Cục à, nếu anh ở Tân Hải gặp hành vi phạm tội hành vi tôi không tin anh bởi vì phạm tội không phát sinh ở khu trực thuộc của anh mà làm như không thấy. chương 1597, Quá giới hạn 3 Tô Vinh Thiêm tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, thằng cha này căn bản là xáo trộn khái niệm, Tô Vinh Thiêm không bận tâm tới tình cảm gì nữa cả, nơi này là khu trực thuộc của tôi, đã kích phạm tội là trách nhiệm của tôi, tôi cũng tin mình có thể làm tốt chuyện này, tuyết trước cửa nhà tôi tôi có thể quét sạch, không nhọc tới bí thư trương lo lắng. Người đâu, mà người hiểm nghi phạm tội về phân cục cho tôi, phối hợp với các đồng chí Tân Hải làm tốt công tác giao nhận. Thái độ của Tô Vinh Thiêm cuối cùng cũng trở nên mạnh mẽ. Thật ra đám thủ hạ của Tô Vinh Thiêm cũng đang nén giận, mỗi công tác, mỗi nghề đều có một số kỵ ví, cách làm của công an Tân Hải hôm nay rõ ràng là không nói tới quy tắc dẫm lên địa bàn của người khác, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt người ta, không chỉ là đánh một mình Tô Vinh Thiêm, mà là đánh lên mắt tất cả công an của Cảng Mới. Có thể nói hơn trăm người mà Tô Vinh Thiêm mang đến đều muốn lấy lại mặt mũi. Nghe thấy cục trưởng lên tiếng, lập tức liền có người đi về phía trước. Tô Vinh Thiêm không phải thật sự muốn lấy cứng đối cứng một hồi với cảnh sát Tân Hải, nhưng hắn phát hiện nhượng bộ cũng không thể lấy được nhượng bộ của đối phương từ chỗ Trương Dương, thằng cha này ngược lại sẽ càng kiêu ngạo cho nên phải thể hiện thực lực của bản thân một chút, phải để cho đối phương cảm thấy mình cũng không phải là dễ khi dễ. Từ trang diện cho thấy phía Tô Vinh Thiêm có hơn trăm người, hơn nữa vũ trang tận răng, tuyệt đối là chiếm ưu thế, trái lại phía Trương Dương tính cả Trương Dương tổng cộng chỉ có 23 người, 23 người này không ai mặc cảnh phục cả. Trình Diễm Đông nhìn thấy đối phương tiến lên thì lạnh lùng nói, tất cả mọi người nghe rõ cho tôi, xếp thành hàng phía sau tôi, không có mệnh lệnh của tôi thì bất kỳ ai cũng không thể vượt qua tuyến trình diễm đông đầu óc rất tỉnh táo vào thời khắc mấu chốt hắn sẽ không chút do so dự đứng phía sau trương dương không cần trương dương nhiều lời hắn đã minh bạch phải làm như thế nào một cấp dưới giỏi phải kịp thời lĩnh hội ý đồ của lãnh đạo đây cũng chính là chỗ mà trương dương thưởng thức trình diễm đông nhất hơn nữa trình diễm đông này nhìn như một viên nho tướng nhưng vào thời khắc mấu chốt tuyệt không hàm hồ can đảm xuất chúng thật ra cảnh giới tuyến của Trình Diễm Đông chỉ là muốn gõ bàn với Tô Vinh Thiêm, Tô Vinh Thiêm anh muốn từ trên tay tôi cướp người thì không có cửa đâu. Hôm nay ý tứ của bí thư Trương chính là ý tứ của cảnh sát Tân Hải chúng tôi, nếu đã không thể tránh được phải xé rách ra mặt thì cứ trở mặt, ai sợ ai chứ. Tô Vinh Thiêm căm tức nhìn Trình Diễm Đông, hắn đã tìm được điểm phát tiết hỏa lực, Trình Diễm Đông, anh có ý gì? Từ biểu hiện của y cho thấy, y đối với Trương Dương còn có chút cố kỵ, nếu không cũng sẽ không hướng đầu mâu về phía Trình Diễm Đông. Trình Diễm Đông nói, không có gì, vụ án này tôi phải quản. Tô Vinh Thiêm nói gần như gầm rú, Trình Diễm Đông, anh có biết mình đang làm gì hay không? Đã vượt quá chức quyền của anh rồi. Trình Diễm Đông nói, Tô cục, chúng tôi đã nắm giữ được khá nhiều chứng cứ, tôi có thể chứng minh hành vi hiện tại của chúng tôi không hề vượt quyền, tôi hy vọng anh đừng chế tạo chứng ngại cho hành động đả kích phạm tội của cho chúng tôi. Trình Diễm Đông đã rứt khoát rồi hắn tuyệt đối không phải hạng người dễ nhượng bộ trương đại quan nhân thầm khen trong lòng hảo hắn bước ra một bước về phía trước chắn ở trước mặt tô vinh thiêm tô cục anh làm ra hành động lớn như vậy hôm nay là định cướp phần tử phạm tội đi ư hay là định một lưới bắt hết cả đám người chúng tôi tô vinh thiêm tức giận đến nỗi mặt xanh lét người không biết tôn trọng quy tắc chính là không tôn trọng mình trương đại quan nhân cười ha ha nói quy tắc quy tắc có thể lớn hơn luật ư tôi chỉ tôn trọng hiến pháp của quốc gia tôi cũng muốn xem xem là ai đặt hiến pháp của quốc gia sang một bên chuyện này hôm nay tôi quản trá rồi xảy ra bất kỳ trách nhiệm gì tôi sẽ chịu trách nhiệm diễm đông mang người đi cho tôi vâng tô vinh thiêm ra mặt cứng ngắc như đá cẩm thạch hắn nhìn thẳng vào trương dương nói bí thư trương chuyện này hôm nay phải do chúng tôi giải quyết trương đại quan nhân tràn ngập trào phúng nói tô cục anh đây là muốn cướp công ư Tô Vinh Thiêm chán nản vô cùng, tôi con mẹ nó đây là muốn cướp công ư. Lão tử đây là vì tranh khẩu khí, anh dẫm vạch trước, còn giờ cái bộ dạng chiếm hết đạo lý ra, trên đời này sao có nhân vật ngang như anh nhỉ? Tô Vinh Thiêm nói, bí thư trương, chuyện của hệ thống công an vẫn không tới lượt ngài nhúng tay. Trương Đại quan nhân trợn mắt lên, khinh thường nhìn hơn trăm cảnh sát phó trang hạng nặng ở chung quanh Tô Vinh Thiêm, lạnh lùng nói, muốn mang người đi cũng không phải là không thể được. Điều kiện tiên quyết các anh vượt qua người tôi. Tô Vinh Thiêm tức giận đến nỗi ngũ quan vặn vẹo anh. Trương đại quan nhân bước ra một bước về phía trước, bước Tô Vinh Thiêm không thể không lui về phía sau, Tô Vinh Thiêm thuần túy là lui về phía sau theo bản năng, cảm thấy một cổ khí trường cường đại trên người Trương Dương cơ hồ áp bách y không thở nổi. Trương Dương lạnh lùng nói, tránh ra. Giọng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng tràn ngập lực lượng không thể kháng cự, nội tâm Tô Vinh Thiêm run lên người ta ở vào rất nhiều lúc đều sẽ rất bất lực. Tô Vinh Thiêm lúc này chính là như vậy, y tuy rằng cảm nhận được áp lực cường đại của Trương Dương, nhưng trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, y vẫn phải đứng vững. Tô Vinh Thiêm ướn lưng đứng thẳng, ánh mắt hắn không sợ đối diện với Trương Dương, bí thư Trương, không nên ép tôi. Trương Dương cười ha ha, ép anh thì sao? Môi Tô Vinh Thiêm cắn chặt vào nhau, trong lòng y đang giao chiến kịch liệt, trước mắt xung đột là không thể tránh được, nhưng những gì mà y có thể làm chỉ là ngăn cản. Tuy rằng bọn họ võ trang hạng nặng nhưng bọn họ tuyệt đối không thể lấy vũ khí ra nhắm vào nhóm người này của Trương Dương. Nội tâm Tô Vinh Thiêm dối rắm đến cực điểm, y tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Xa xa cuối cùng cũng truyền đến tiếng còi cảnh sát rồn rập, lông mày đang nhíu chặt của Tô Vinh Thiêm giãn ra một chút. Trương đại quan nhân lại bước một bước về phía trước, Tô Vinh Thiêm tiếp tục lui về phía sau, nhưng y phất phất tay, 100 cảnh sát cảng mới vây quanh hơn 20 người của Trương Dương vào giữa. Vòng vây tách ra, một chiếc Toyota Việt giã sơn hai mày xanh trắng tương phải đỗ lại, phó bí thư ủy ban chính pháp thành phố Bắc Cảng, cục trương công an viên hiếu công bước nhanh vào trong vòng vây, còn chưa đi đến trung tâm thì giọng nói phẫn nộ của y đã vang lên, làm cái gì thế? Người nhà đánh người nhà, chuyên gia chẳng phải là để cho người khác cười đến rụng răng ư sự xuất hiện kịp thời của viên hiếu công khiến tô vinh thiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi cục diện bế tắc hôm nay phải do người có quyền lực lớn hơn nữa tới phá cục viên hiếu công không nghi ngờ gì nữa là một người thích hợp nhất y là trưởng quan trị an cao nhất của bắc cảng mình và trình diễm đông đều thuộc sự lãnh đạo trực tiếp của y mặc dù là trương dương bản thân cấp bậc cũng không bằng viên hiếu công hắn chắc sẽ phải nể mặt viên hiếu công trong lòng tô vinh thiêm lúc này bởi vì y mà vẫn thiếu tính xác định Vốn y cho rằng Trương Dương sẽ nể mặt mình, nhưng thông qua giao phong vừa rồi mới biết được, thằng cha này căn bản chính là hạng người lục thân không nhận, loại người như thế này rất khó nhượng bộ. Viên Hiếu công và Trương Dương tuy có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng giữa hai người bọn họ ít có trao đổi, Viên Hiếu công vừa xuất hiện đã bày ra tư thế hùng hổ, trước tiên nói với Tô Vinh Thiêm, "Tô Vinh Thiêm, anh mang nhiều người như vậy tới làm gì? Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau ư?" Tô Vinh Thiêm nói khẽ, "Viên cục ngài nghe tôi giải thích viên hiếu công thô bạo ngắt lời y tôi không nghe tôi cũng không có hứng thú nghe anh nói nhảm y thức giận nhìn trình diễm đông trình diễm đông anh nhìn rõ xem nơi này là ở đâu có phải khu trực thuộc của anh hay không anh cho rằng mình là công an quốc tế ư trình diễm đông ở trước mặt lãnh đạo trực tiếp phải có thu liếm hắn nhìn ra viên hiếu công đến tuyệt đối không phải là để giải vây cho mình y ngoài mặt thì nhìn như mắng cả đám nhưng trên thực tế khẳng định sẽ thiên vị tô vinh thiêm Trình Diễm Đông không tiện nói chuyện, Trương đại quan nhân lại không thể không nói, Trình Diễm Đông là hắn mang tới, Viên Hiếu công quấy Trình Diễm Đông chẳng khác nào quát mình. Trương Dương nói: "Viên cục, tôi bảo bọn họ đến, anh có chuyện gì cứ nói với tôi." Viên Hiếu công bất mãn nhìn Trương Dương một cái: "Đồng chí Trương Dương, anh từ lúc nào được điều đến Bắc Cảng vậy?" Trương Dương nói: "Tôi nếu nói đúng dịp đi ngang qua, anh có tin không?" Viên Hiếu công nói: "Đồng chí Trương Dương, đây là chuyện bên trong hệ thống của chúng tôi, mau dẫn người của anh đi, chuyện này chúng tôi sẽ tự xử lý. Y không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Trương Dương nói, đâu có được, người chúng tôi truy tra nửa ngày mới tìm được một số manh mối, hiện tại giao cho các anh chẳng phải là uổng phí tất cả công phu ư? Viên Hiếu Công nói, đồng chí Trương Dương, chuyện trong chức quyền không cần tôi nhắc nhở anh chứ. Viên Hiếu Công phát hiện thằng Ôn này rất khó đối phó, mình nói thế nào cũng là cục trưởng công an thành phố Bắc Cảng nhưng Trương Dương không ngờ vẫn không thèm nể mặt mình. Trương Dương cười nói, viên cục, chuyện trong chức quyền tôi hiểu rõ, nhưng chúng ta còn có một chế độ né tránh, anh chắc từng nghe nói. Viên Hiếu công lạnh lùng nhìn Trương Dương, không biết thằng cha này rốt cuộc muốn nói gì. Trương 1598, ý thức của nông dân cá thể một. Trương Dương không ngờ vươn tay ra vỗ vỗ vai viên Hiếu công. Nếu là viên hiếu công làm như vậy đối với hắn, ở trong mắt mọi người là chuyện rất bình thường, nhưng hiện tại một cán bộ cấp ban như hắn lại làm động tác như vậy với phó thính viên Hiếu Công thì có vẻ có chút bất kính. Viên Hiếu Công nhíu mày, có chút chán ghét run vai, tuy rằng hai người đều chỉ làm một động tác rất nhỏ, nhưng vẫn bị tất cả mọi người nhìn thấy. Động tác của Trương Dương truyền lại cho mọi người một tín hiệu, thằng cha này muốn khiêu chiến vượt cấp, mà động tác của Viên Hiếu Công chứng minh y rất khó chịu với Trương Dương. Trương Dương nói, Viên Cục Chúng ta sang bên kia nói chuyện. Trương đại quan nhân đi về phía xa trước, Viên Hiếu công do dự một chút rồi vẫn đi theo, trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, nếu làm quá căng, cục trưởng công an y cũng xấu mặt, nguyên nhân mà Viên Hiếu công bảo trì khắc chế cũng tương tự như Tô Vinh Thiêm, bọn họ đều hiểu rõ bối cảnh của Trương Dương, một nhân vật khó chơi như vậy cho dù không thể trở thành bằng hữu thì không ai muốn có thêm một kẻ địch như vậy. Hai người tới bờ biển, ngữ khí của Viên Hiếu công không ngờ dịu đi một chút, bí thư Trương anh khiến tôi rất khó xử. Mọi người tuy rằng đều là đồng chí, nhưng có một số quy tắc vẫn phải thừa hành. Công an Tân Hải chạy đến cảng khu mới Bắc Cảng phá án, trước chuyện lại không thông chi cho các đồng chí của phân cục cảng mới tiến hành phối hợp. Như vậy khẳng định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bí thư trương, anh giao chuyện này cho tôi, tôi sẽ tự mình xử lý, anh thấy thế nào? Viên Hiếu công rõ ràng đang nhượng bộ. Trương Dương cười nói, viên cục, thật ra tôi dẫn người đến cũng chính là muốn tốt cho anh thôi. Viên Hiếu Công nói, anh có ý gì? Trương Dương nói, tôi vừa rồi nói đến chế độ tránh né không phải không có nguyên nhân, căn cứ vào sự tìm hiểu trước mắt của chúng tôi. Rất nhiều thuyền viên đã chỉ ra và xác nhận hàng hóa của thuyền này đều là của viên hiệu nông, người này chắc anh cũng biết. Viên Hiếu Công mặt nghiêm lại, đồng chí Trương Dương, anh đang nói nhị đệ của tôi có liên quan tới chuyện này ư. Trong đôi mắt y phụt ra hỏa tinh phẫn nộ. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt thoải mái cười nói, không phải là tôi nói, là những người trong số các huyền viên nói. Viên Hiếu công tức giận nói cả đám nói bậy, những lời này không chỉ là nhằm vào đám thủy thủ, cũng nhắm vào Trương Dương. Trương đại quan nhân lại không tức giận, vẫn vô tâm vô phí cười, Viên cục, tôi cũng thấy chuyện này không đáng tin, nhưng chế độ tránh né của chúng ta dù sao cũng bay ra đó, nếu thực sự giao người cho anh, mặc dù là anh xử lý chuyện này một cách công bình vô tư cũng khó đảm bảo không có ai dèm pha, tôi mang đám người này đi, hỏi cho rõ ràng có thể tránh được ảnh hưởng bất lương, viên cục, tôi là suy nghĩ cho anh, hơn nữa, anh công bằng thẳng thắn, có gì mà phải sợ. Ánh mắt nhìn Trương Dương của Viên Hiếu công lạnh lùng đáng sợ, y hận không thể một miếng nuốt trôi thằng ôn này, câu nói đó của Trương Dương chính là đâu thủng ruột người ra, nhưng lại khiến Viên Hiếu công cảm thấy khó giải quyết, nếu kiên trì không cho hắn mang người đi, Trương Dương thế tất sẽ nói mình làm việc thiên tư thiên vị, nể để, để hắn mang đi, mặt mũi của mình khẳng định sẽ mất hết. Viên Hiếu Công nói, thân chính không sợ bóng tà, tôi sợ người khác đồn đại thì cũng sẽ làm cục trưởng công an." Trương Dương nói, "Miệng nhiều người sói chảy vàng, viên cục chẳng lẽ không hiểu rõ lực lượng của dư luận là cực lớn ư? Rất nhiều lúc dư luận có thể mang tới tác dụng không tưởng được, trắng có thể biến thành đen, đen cũng sẽ biến thành trắng." Viên Hiếu Công nói, "Nếu chuyện này thực sự có liên quan tới em trai tôi, tôi sẽ là người đầu tiên tống hắn vào tù." Trương Dương nói không có chứng cứ xác thực gì, vẫn chưa tới lúc quân pháp bất vị thân. Viên Cục nếu tin tôi thì cứ để chuyện này cho tôi xử lý. Viên Hiếu Công nói bí thư Trương điều tra và giải quyết án chỉ sợ không phải là chuyện mà anh được phân quản. Trương Dương cười nói Viên Cục việc nhỏ như vậy chúng ta thương lượng một chút là có thể làm chủ, không cần tiến hành xin chỉ thị của Thính Tỉnh chứ. Thằng cha này nhìn thấy Viên Hiếu Công kiên trì không nhượng bộ, chỉ có thể lôi Thính Tỉnh ra cái này gọi là lòng vòng cứu nước, cấp bậc của viên hiếu công anh cao hơn tôi là đúng, nhưng tôi có thể tìm được một người có cấp bậc cao hơn anh đến đẻ anh, chơi bối cảnh với lão tử à, tôi không đẻ chết được anh thì tôi mang họ anh. Viên hiếu công đành hạ cờ, ý nghĩ một lúc rồi nói, người thì anh không thể mang đi, vụ án có thể giao các anh thẩm vấn, nhưng phải tiến hành trong cảng khu mới, phân cục công an cảng khu mới liên hợp thẩm tra xử lý. Đây đã nhượng bộ lớn nhất mà viên hiếu công có thể làm ra rồi. Trương Dương nói, "Viên cục thật sự là thâm minh đại nghĩa, nói cách khác, vụ án này anh chuẩn bị giao cho Trình Diễm Đông phụ trách." Viên Hiếu Công nói, "Hy vọng hắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng." Y nói xong câu đó, không thèm nhìn Trương Dương, xoay người đi đến chỗ Tô Vinh Thiêm và Trình Diễm Đông. Phải nói Viên Hiếu Công, Trương Dương, Trương Dương đều làm ra một số nhượng bộ, Trương Dương cuối cùng cũng đồng ý không mang đám thuyền viên này về Tân Hải. Mà Viên Hiếu công thì đồng ý giao vụ án này cho Trình Diễm Đông phụ trách, trên thực tế Viên Hiếu công nhượng bộ lớn hơn một chút. Sau khi Viên Hiếu công tuyên bố quyết định này, người cảm thấy ủy khuất nhất là cục trưởng phân cục cảng khu mới Tô Vinh Thiêm, hắn đi theo Viên Hiếu công sang một bên, vẻ mặt giận dữ nói, "Viên cục, vụ án này vì sao phải giao cho Trình Diễm Đông?" Viên Hiếu công nói, "Không phải giao cho hắn, mà là các anh liên hợp phụ trách." Tô Vinh Thiêm nói, "Viên cục, vụ án này phát sinh ở cảng khu mới chẳng liên quan gì tới Tân Hải bọn họ, bọn họ căn bản là dẫm vạch. Thò tay cũng quá dài, làm như vậy hệ thống công an Bắc Cảng chẳng phải là sẽ lộn xộn ư. Viên Hiếu Công nói, vậy anh sao không áp dụng hành động trước người khác đi? Chuyện phát sinh ở khu trực thuộc của anh mà anh vì sao anh biết sao? Hiện tại người đã bị người khác bắt được, anh mới có phản ứng. Công lao người khác lấy được dựa vào gì phải câu anh? Vẻ mặt của Tô Vinh Thiêm bị những lời gian dậy của Viên Hiếu Công khiến cho đỏ bừng, Môi của hắn giật giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không tiếp tục lên tiếng. Viên Hiếu Công nói: "Mau chóng xử lý đi, nhất định phải triệt để điều tra rõ tình tiết vụ án cho tôi." Nói xong những lời này, ánh mắt của y hướng ra ngoài cửa sổ, bên trong phủ lên một tầng u ám. Trong phòng giám đốc công ty trách nhiệm Hiếu hạn thương mậu Minh Đức, tổng giám đốc Viên Hiếu Nông đang chú ý tới tiến triển của sự kiện Hưng Long Hiệu, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Viên Hiếu Nông ngẩng đầu nhìn thấy tứ đệ viên hiếu thương bước vào, viên hiếu thương năm nay 36 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng là xuất sắc nhất trong năm huynh đệ. Viên hiếu thương là ông chủ của hộp đêm lam sắc mị lực nổi tiếng Bắc Cảng, đã trở thành tiêu chí có tính chiêu bài của ngành giải trí Bắc Cảng. Hắn thuận tay đóng cửa phòng lại, nói khẽ, nhị ca, hương long hiệu bị tra xét. Viên hiếu nông vẻ mặt trầm trọng nói, tôi biết rồi. Viên hiếu thương nói, em đã sớm nhắc nhở anh rồi, chỉ thủy xa thôi đã làm không hết việc gì phải làm việc liên quan tới xe lậu như vậy. Viên hiếu nông rút ra một điếu xì gà để châm, dùng sức giít một hơi, phả ra một làn khói, nói, ngồi đi. Viên hiếu thương có chút phản cảm đối với bộ dạng ra vẻ thâm trầm này của nhị ca, hắn thủy chung cho rằng đầu óc của nhị ca có chút khiếm khuyết, cha mẹ năm đó khi đặt tên chắc cũng có một loại ý nghĩa nào đó, nhị ca viên hiếu nông đầu óc không thể khôn khéo bằng những anh em khác. Viên Hiếu Thương trong lòng thậm chí cho rằng nhị ca người cũng như tên, có chút ý thức nông dân cá thể, thấy tiền sáng mắt, hắn sở dĩ đi làm xe lậu nguyên nhân đơn giản là vì giá của xe lậu là thấp nhất, lợi nhuận khả quan. Nhưng viên hiếu thương cho rằng đây là tầm nhìn hạn hẹp, phiêu lưu quá lớn. Viên hiếu thương không hề nghe lời hắn mà ngồi xuống, vẫn tiếp tục đứng trước mặt viên hiếu nông, nhị ca, bí thư huyện ủy Tân Hải Trương Dương dẫn cục trưởng công an Tân Hải trình diễm đông xuất lĩnh xuất lĩnh mấy chục công an mặc thường phục tới cảng mới niêm phong hưng long hiệu rồi. Viên hiếu nông cao mày, ít nhiều lộ ra vẻ thâm trầm, lão tứ, vì sao trước đó tôi không nhận được tin tức, hắn sao dám vượt địa giới phá án. Viên Hiếu thương lớn tiếng nói, nhị ca, anh có biết Trương Dương là loại người nào không? Viên Hiếu nông hút xì gà, nói, không phải là bí thư huyện ủy Tân Hải thôi ư. Viên Hiếu thương lắc đầu nói, nhị ca, em trước tiên hỏi anh đã, chiếc Mercedes G320 bị mất đó của kiều mộng viện có liên quan tới anh không? Anh nói không biết, nhưng vì sao chiếc xe đó tìm được trong Hưng Long hiệu, anh giải thích với em đi." Viên Hiếu Nông nói, "Tôi làm sao mà biết đó đó là xe của cô ta?" "Anh không biết ư? Anh đối với hàng hóa mà anh nhận cũng không biết gì ư?" Viên Hiếu Nông trợn trừng hai mắt, "Lão tứ, cậu có ý gì?" "Cậu cho rằng tôi hiện tại ở trong lòng dễ chịu lắm ư? Xảy ra chuyện như vậy, tôi khó chịu hơn bất kỳ ai khác. Xe của Kiều Mộng viện thì sao?" Cậu chẳng lẽ muốn tôi mang xe trả cho cô ta? Thế không phải chẳng khác nào thừa nhận chuyện này là do tôi làm ư? Chương 1599, ý thức của nông dân cá thể 2. Viên Hiếu Thương nói, nhị ca anh anh hồ đồ rồi. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, chẳng lẽ anh không rõ ư? Trương Dương là loại người nào, chẳng lẽ anh trước đó không nghe nói gì về hắn ư? Hắn không trêu người khác đã là may lắm rồi anh không ngờ chủ động thì chọc tới đầu hắn, giờ thì hay rồi, chỗ rượu vang đó của em giờ tất cả đều bị niêm phong, hơn 500 vạn đó. Viên hiếu nông vỗ bàn quát, lão tứ, cậu có ý gì? Đổ tất cả trách nhiệm lên trên đầu tôi ư, tổn thất của tôi so với cậu còn lớn hơn, cậu ủy khuất cái gì? Trách tôi có phải hay không? Hảo, tổn thất của cậu tôi bồi thường, cậu hài lòng chưa? Viên hiếu thương tức giận nói, anh quả thực là không thể nói lý. Viên Hiếu Nông nói, đừng bày ra bộ dạng tự cho là thông minh với tôi, cậu thông minh như vậy, tốt. Cậu đi mà giải quyết chuyện này. Viên Hiếu thương tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, hắn chỉ vào Viên Hiếu Nông nói, nhị ca, em đã sớm nhắc nhở anh rồi, đừng có ham cái lợi nhỏ, làm việc nhất định phải phân rõ quan hệ lợi hại, nhưng anh vẫn thế, thấy lợi tối mắt. Mày không ngờ dám nói với tao như vậy, Viên Hiếu Nông rít lên, gân xanh trên trán nổi lên. Tiếng chuông di động trên bàn phá ngang trận cao nhau của hai anh em, Viên Hiếu nồng oán hận chỉ chỉ vào Viên Hiếu thương rồi lúc này mới điện thoại điện thoại, sau khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại, hắn lập tức bình phục một chút tình tự, nói khẽ: "Hiện tại làm sao bây giờ?" Một giọng nói âm trầm trong điện thoại nói: "Cái tật tham lợi nhỏ của mày mãi không bỏ được, nếu về sau còn như vậy, sớm muộn gì mọi người bên cạnh cũng sẽ bị mày hại chết." Viên Hiếu nông vẻ mặt xấu hổ nói, em, em không biết bọn họ làm sao mà tra được chuyện này. Còn phải hỏi nữa à, khẳng định là có người chỉ điểm. Viên Hiếu nông nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần để em tìm ra thằng nào chỉ điểm, em nhất định sẽ băm thây nó ra cho cá mập ăn. Nói bớt những lời dọa dẫm kiểu đó thôi, chuyện không làm được thì đừng có nói, rồi sẽ có người tra tới mày, mày tự chuẩn bị cho tốt đi. Viên Hiếu nông nói trong chốc lát rồi gác máy, vẻ mặt trở nên suy sụp hơn nhiều, hắn vô lực ngồi xuống nói khẽ lão tứ chuyện này khẳng định có người bên trong để lộ bí mật viên hiếu thương nói nhị ca không phải em muốn nói anh đâu anh thấy nhìn những người mà thu nhận đi tốt xấu lẫn lộn người chân chính có thể giúp đỡ thì không có mấy đa số đều là hạng người rượu thịt không gặp chuyện thì ai nấy tỏ ra náo nhiệt lắm khi chân chính xảy ra chuyện thì người có thể sử dụng lại chẳng có ai viên hiếu nông nói nhưng chuyện đã như vậy rồi tôi nên làm gì bây giờ Viên Hiếu thương nói, anh nguyện ý nhận tội không? Viên Hiếu nông lắc đầu nói, nhận tội không phải là muốn chết ư. Viên Hiếu thương nói, cũng không đến nỗi vật, chủ thuyền đăng ký của Hưng Long Hiệu không phải anh, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy hàng hóa này là của huynh đệ chúng ta, điều tra ra thì sao? Cùng lắm thì chúng ta ngậm bồ hòn, nhất quyết không nhận. Viên Hiếu nông nói, bọn họ không tra được tới tôi, nhưng chủ thuyền đăng ký của Hưng Long Hiệu là ma cửu. Viên Hiếu thương nói, vậy để hắn gánh, có chuyện thì cứ để hắn gánh. Viên hiếu nông trên đại sự hiển nhiên không bằng viên hiếu thương, hắn thở dài nói, ma cửu chưa chắc chịu. Viên hiếu thương nói, mấy năm nay, hắn đi theo bên cạnh anh cũng kiếm được không ít tiền, ngày lành cũng sống đủ rồi, trong nhà hắn có hai đứa con trai một đứa con gái, một hằng còn lằng nhằng với một con bé của lam sắc mị lực, chuyện này phải có người gánh, hắn đồng ý gánh thì chúng ta sẽ chiếu cố con cái và vợ hắn, nếu hắn không chịu thì, trong đôi mắt của viên hiếu thương hiện lên một tia hung quang âm lãnh. Viên hiếu nông nói, mà cửu theo tôi đã nhiều năm, giúp tôi nhiều như vậy, tôi có chút không đành lòng. Viên hiếu thương nói, nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Giảng nghĩa khí thì lúc trước anh không nên lựa chọn con đường này. Viên hiếu nông cắn cắn môi, vẻ mặt của hắn vẫn có chút rối rắm, nhưng trong lòng đã công nhận đề nghị của viên hiếu thương. Kiều Mộng Viện và Tiêu Mân Hồng ngồi ở bên ngoài kim sắc cảng loan uống cà phê, hưởng thụ ánh nắng tịch dương, tầm mắt của cô ta bỗng nhiên bị phương xa hấp dẫn, cô ta nhìn thấy chiếc xe Mercedes Việt Giá của mình từ xa đi tới gần, tới bãi đỗ xe cách đó không xa thì dừng lại, Trương Dương mở cửa xe đi xuống, cười ha ha bước tới chỗ họ. Tới trước mặt bọn họ, Trương Dương đặt chìa khóa xe lên bàn trước mặt Kiều Mộng Viện, mỉm cười nói, vật quy nguyên chủ. Ngón tay Kiều Mộng Viện nhẹ nhàng ấn ấn lên cái khóa, mỉm cười nói không ngờ hiệu suất phá án của công an bắc cảng cao như vậy trương dương ngồi xuống ghế ở bên cạnh hai tay giao nhau đặt ở trước bụng không liên can tới công an bắc cảng xe là công an tân hải chúng tôi tìm được tiêu mân hồng có hứng thú nói chẳng lẽ xe bị trộm tới tân hải trương dương lắc đầu nói xe vẫn ở cảng khu mới khi chúng ta tìm thấy thì xe đang ở trên thuyền đang chuẩn bị vận tới phía nam tiêu mân hồng nói người nào lớn gan như vậy không ngờ dám trắng trợn làm chuyện này. Trương Dương gọi một cốc nước ngọt, uống một ngụm rồi nói, trước mắt vẫn đang điều tra, có điều căn cứ vào những gì mà thuyền viên nói, chỗ hàng này là của viên hiếu nông. Kiều Mộng Viện đương nhiên chưa nghe nói tới viên hiếu nông này, nhưng đối với Tiêu Mân Hồng mà nói, cái tên viên hiếu nông này không xa lạ gì, cô ta có chút ngạc nhiên, viên hiếu nông. Chẳng lẽ là em trai của viên cục trưởng của thị cục? Trương Đại Quan Nhân gật đầu, hắn đấy tiêu mân hồng cười nói không thể nào em trai của cục trưởng công an đi trộm xe trương đại quan nhân nói vào thời này thì không có gì là không thể chi nhân chi diện bất chi tâm ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo như quân tử nói không chừng chính là tiểu nhân đê tiện tiêu mân hồng nói bí thư trương làm người tích chút được không thật ra xã hội không hề hiểm ác như anh nói trương đại quan nhân cười nói xã hội không hiểm ác lòng người mới hiểm ác hắn lưu ý thấy thì duy không ở hiện trường có chút tò mò nói thì duy đâu kiều mộng viện nói đi đón người trương dương có chút kinh ngạc nói ai tương hoa quả hắn được nghỉ ngay ngày vừa hay tới đây thư giãn chút trương dương nói tốt lát nữa tôi mời ăn cơm tiêu mân hồng nói đã xong rồi chúng ta cùng đi bạch đảo trương dương nói không thể cứ phiền cô mãi được tiêu mân hồng mỉm cười nói bằng hữu với nhau mà không cần khách khí. Trương Dương tới bây giờ vẫn không thể xác định mình có thời gian tới Bạch Đảo hay không, xe tuy rằng đã được tìm trở lại, nhưng chuyện của Hưng Long Hiệu vẫn chưa được giải quyết, trước mắt Trình Diễm Đông đang thẩm tra xử lý chuyện này, dưới sự kiên trì của bọn họ, cục trưởng công an viên Hiếu Công cuối cùng cũng đồng ý để bọn họ thẩm tra xử lý vụ án này, nhưng y đồng thời lại kiên trì phải ở cảng khu mới mà hỏi, trên phương diện nào đó thì có nghĩa là Trình Diễm Đông và cục trưởng phân cục cảng khu mới Tô Vinh Thiêm cùng phụ trách chuyện này. Trương Dương đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi kết quả thẩm vấn thì Trình Diễm Đông vừa hay gọi điện thoại tới. Trong giọng nói của Trình Diễm Đông lộ ra vẻ mất mát, bí thư Trương, chuyện đã có kết quả. Trương Dương nói kết quả thế nào? Trình Diễm Đông nói, chủ thuyền đăng ký của Hưng Long Hiệu Lý Vượng Cửu đã chủ động tới đầu thú, hắn thừa nhận thuyền hàng này là của hắn. Trương Dương hơi ngẩn ra, đứng dậy đi sang bên cạnh, nói, Diễm Đông, không phải có thuyền viên nói thuyền này và tất cả hàng hóa đều là của viên hiếu nông ư. Trình Diễm Đông nói, nói miệng không bằng chứng cứ, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về Lý Vượng Cửu, hơn nữa chính miệng hắn đã thừa nhận, chuyện này không hề có bất kỳ chỗ nào khả nghi. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới cú điện thoại thần bí trước đó, người chỉ điểm trước chuyện đã nói với hắn chủ thuyền đăng ký của thuyền này không phải viên hiếu nông, nhắc nhở mình không có chứng cứ tương quan để tra tới viên hiếu nông, phát triển của chuyện quả thực cũng chứng thực điểm này, Chính là bởi vì nhắc nhở này, Trương Dương hiện tại không hề cảm thấy quá bất ngờ, nước Bắc Cảng rất sâu, có một số việc không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Trình Diễm Đông từ trong sự trầm mặc của Trương Dương ý thức được hắn đang suy nghĩ, nói khẽ, bí thư Trương, liệu có phải có người muốn cố ý chỉ đầu mâu về phía cục trưởng viên, từ đó châm ngòi mâu thuẫn giữa các anh không? Trương Dương nói, có loại khả năng này, nếu không có được chứng cơ bắt viên hiếu nông, chỉ có thể trước tiên thả đi, Diễm Đông, Kết quả kết quả là được rồi, chúng ta thấy được là thua tay. Trương Dương lại nghĩ tới tên chỉ điểm đó, cho dù một gậy che đánh không đến Diêm Vương, thanh từ một số tiểu quỷ bên cạnh hắn cũng là chuyện tốt, chuyện này không phải một kiếm là có thể giải quyết phải phải bảo trì đủ tính nhẫn nại. Trình Diễm Đông nghe thấy câu này của hắn thì thiếu chút nữa cười ra tiếng, thế này mà gọi là thấy được là dừng à, thông qua chuyện lần này, hiển nhiên đã đắc tội với Tô Vinh Thiêm, cùng với cục trưởng cục công an Bắc Cảng Viên Hiếu Công về sau quan hệ này khẳng định khó có thể ở chung. Trương Dương vừa mới gác điện thoại thì di động lại đổ chuông, lần này người gọi điện thoại tới là Cục trưởng Công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công, đồng chí Trương Dương, tôi là Viên Hiếu Công. Trương 1600, ý thức của nông dân cá thể 3. Trương Đại Quan Nhân cười nói, Viên Cục, ngài sao rảnh gọi điện thoại cho tôi thế? Thằng cha này giả vờ cứ như không có chuyện gì vậy, giống như giữa họ chưa phát sinh bất kỳ chuyện gì. Viên hiếu công mắng thầm thằng cha này là kẻ dối trá, ngữ khí rõ ràng có chút lãnh đạm, chuyện hưng long hiệu đã được điều tra rõ, chủ thuyền chủ động đầu thú, hơn nữa cung cấp manh mối hai kẻ trộm xe, tin rằng không lâu nữa có thể tóm được bọn họ. Trương Dương nói, vậy thì tốt quá, xem ra chúng tôi lần này không phí công. Viên hiếu công nghĩ thầm anh nói gì vậy, cứ như tất cả công lao là của anh ấy, anh dẫn dắt hơn 20 cảnh sát dẫm vạch là không có bất kỳ sai lầm gì ư. Viên Hiếu Công nói: "Đồng chí Trương Dương, tôi có thể lý giải tâm tình của anh, nhưng tôi không thể lý giải cách làm của anh. Mỗi hệ thống đều có chuẩn tắc hành vi của mình, không có quy củ thì không thành chuẩn tắc. Nếu mọi người cứ làm theo ý mình, tùy tâm sở dục triển khai hành động, như vậy bác cảng chúng ta sẽ lâm vào trong cảnh hỗn loạn." Hiện tại đã chứng minh chuyện này không liên quan tới em trai hắn, lời nói của Viên Hiếu Công có vẻ càng đúng lý hợp tình hơn. Trương đại quan nhân cũng không có thời gian nghe hắn lải nhải cười nói, viên cục nói không sai, về sau giữa chúng ta nên câu thông nhiều hơn, cái đó, tôi còn có việc, hôm nào gặp mặt nói chuyện sau nhé. Thằng cha này nói xong liền gác điện thoại. Trong lòng viên hiếu công giận lắm, y vốn muốn thừa dịp này của trách trương dương vài câu, nhưng người ta không cho y cơ hội này, lửa trong lòng không phát thiết được. Viên hiếu công tức giận đến nỗi vỗ bàn một cái, tức giận nói, vô liêm sỉ. Có điều viên hiếu công nhanh chóng bình tĩnh lại, Y ngẫm một chút rồi trước tiên gọi điện thoại cho bí thư ủy ban chính pháp thành phố Bắc Cảng Cát Trung Tín. Cát Trung Tín nhận được cu điện thoại này viên Hiếu Công thì vừa mới dự cuộc họp thường ủy xong, y nghe xong, trong lòng cũng rất tức giận, thật ra viên Hiếu Công vốn có thể trực tiếp báo cáo chuyện này tới bí thư thị ủy Hạng Thành, nhưng y cân nhắc thận trọng một chút, chuyện này do bên thứ ba phản ánh thì tốt hơn. Bí thư thị ủy Hạng Thành chưa đi xa, nghe thấy phía sau có người gọi, Hạng Thành xoay người nhìn thấy Cát Trung Tín đang bước nhanh chạy tới y cười nói, lão cát, chuyện gì mà khiến anh vội vàng thế? Cát trung tín thở dài, bí thư hạng, chuyện này thật sự là khiến cho người ta đau đầu. Hạng thành chỉ chỉ vào văn phòng mình, y không thích chuyện ở nơi đông người, hai người trở lại văn phòng của hạng thành. Cát trung tín căm giận đem chuyện vừa rồi viên hiếu công nói với y kể lại cho hạng thành. Hạng thành sau khi nghe xong cũng có chút tức giận, vớ vẩn. Hắn cho rằng mình là ai, không ngờ dẫn cảnh sát đến Bắc Cảng hành động. Cát Trung Tín nói, bí thư hạng, vốn đã kích phạm tội là đúng, nhưng Trương Dương này quá cuồng vọng, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới mình, không có quan niệm đoàn kết hợp tác, có manh mối, hoàn toàn có thể trước tiên thông chi cho phân cục công an địa phương, mà hắn thì làm như thế nào. Dưới tình huống công an phân cục địa phương không biết gì, dẫn cục trưởng công an Tân Hải trình diễm đông suốt lĩnh hơn 20 cảnh sát mặc thường phục trực tiếp áp dụng hành động, đây căn bản chính là không để sự tồn tại của cảnh sát phân cục cảng khu mới vào mắt, thậm chí có thể nói, trong mắt hắn căn bản là không có thị cục Bắc Cảng, không có thành phố Bắc Cảng chúng ta, coi Bắc Cảng trở thành đất phần trăm của nhà bọn họ, hắn muốn làm thế nào thì làm. Hạng thành rõ ràng đã tức giận, đứng dậy đi qua đi lại trong văn phòng, trương dương này quả thực là quá mức rồi. Cát Trung Tín nói, còn không phải ư, bí thư hạng, tôi cho rằng phải nhắc nhở hắn một chút, cán bộ trẻ tuổi nhiệt tình công tác là nên khẳng định, nhưng đầu óc nóng này sẽ quên hết tất cả, đắc ý vênh váo, thứ cho tôi nói thẳng, hắn căn bản không phân rõ chức trách của mình là gì. Hạng thành cầm, nhưng y nghĩ một lúc lại bro xuống, nói khẽ anh vừa rồi nói mục đích hành động của há là để tìm một chiếc ô tô bị mất trộm, ô tô của ai? Cát Trung Tín nói, nghe nói là ô tô của con gái bộ trưởng Kiều của bộ nông nghiệp. Hạng thành trong lòng ngẩn ra, bí thư Kiều ư, ánh mắt của y trở nên do dự. Cát Trung Tín gật đầu, chính là Kiều Mộng Viện, con gái của bí thư Kiều, cô ta vừa tới Bắc Cảng, ô tô và ví tiền tất cả bị người ta trộm. Vì chuyện này, Trương Dương đánh nhau ầm ý ở một cửa hàng hải sản phố Hải Phong. Lúc ấy phân cục công an cảng khu mới đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Cục trưởng Tô Vinh Thiêm tự mình nắm dự ấn xoay phá án. Trong một đêm liền giúp bọn họ tìm ví tiền về. Chỉ là không kịp thời tìm được chiếc ô tô này. Trương Dương không biết từ chỗ nào tra được manh mối. Biết được chiếc xe này ở trên hưng long hiệu. Cho nên mới trình diễn một màn này. Hạng Thành đã sớm dự đoán được Trương Dương sẽ không hành động mù quáng, thằng cha này hành động ở Hưng Long hiệu, ít nhiều cũng chiếm được ít đạo lý. Cát Trung Tín nói: "Bí thư Hạng, Trương Dương dẫn người tìm lại vật bị mất, đã kích phạm tội là đúng, nhưng hành vi của hắn có phải rất đáng tranh luận hay không?" Hành vi như vậy khiến hệ thống công an Bắc Cảng loạn xạ ngầu. Trên thực tế cũng đã tạo thành dạn nứt giữa hệ thống công an Tân Hải và Bắc Cảng. Hạng Thành nói: "Tôi sẽ tìm hắn nói chuyện." Cát Trung Tín cho rằng mình đã đạt được mục đích, y gật đầu nói, bí thư hạng, Trương Dương này quả thực có chút năng lực, nhưng đánh trống vẫn cần dùi nặng, đối đãi với hắn không thể khoan dung quá mức. Người cho rằng hạng thành đối với Trương Dương khoan dung quá mức không chỉ là Cát Trung Tín, bí thư Trần Cương ủy ban kỷ luật cũng cho rằng như vậy, tan tầm hôm ấy, Trần Cương và hạng thành gặp nhau ở thang máy. Trần Cương cũng nghe nói tới chuyện này, tất nhiên lại nói ra vài câu với Hạng Thành. Hạng Thành cười khổ nói, thằng ôn này, chính là một phiền toái, ngay cả một ngày cũng không yên tĩnh. Trần Cương tràn đầy đồng cảm gật đầu, bí thư hạng, cần phải nhắc nhở hắn, tôi thấy chút thành tích của khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã khiến hắn có chút lâng lâng, người trẻ tuổi chính là như vậy, có được một chút thành tích thì tự cao tự đại, cho rằng mình không gì làm không được. Hạng Thành nói, Trần A, anh thấy làm thế nào mới có thể cho hắn một bài học? Trần Cương nói, bí thư hạng, tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như ngoài mặt, hạng thành nhìn trần cương một cái cửa thang máy vừa hay mở ra trần cương tạm dừng nói chuyện mời hạng thành đi ra ngoài trước sau đó theo sát bước chân của hạng thành đi song song với y trần cương nói gần đây tân hải chuyện xảy ra không ít bởi vì chuyện sở trưởng sở quản xe triệu kim khoa tự sát chúng tôi đã phái ra một tổ công tác hạng thành cho rằng hai kiện này tựa hồ liên hệ không lớn cười nói lão trần hai chuyện này hình như không có liên quan gì trần cương nói bí thư hạng sau khi tổ công tác đến Tân Hải, công tác điều tra có thể nói là một bước cũng khó đi. Nghiêm Chính đã không chỉ một lần kêu khổ với tôi, nguyên nhân căn bản chính là Tân Hải không phối hợp với điều tra của tổ công tác, việc này chúng tôi trước đây chưa từng gặp trong lúc công tác. Hạng Thành không nói gì, y dừng chân trước một gốc cây đại thụ. Trần Cương nói, nếu là một người ôm thái độ chối đối thì có thể quy kết là hiện tượng cá nhân, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều có thái độ như vậy thì không thể dùng hiện tượng cá biệt để giải thích. Hẳn là có người trước chuyện đã phân phó bọn họ làm như vậy, người có quyền lực như vậy ở Tân Hải cũng không nhiều. Hạng Thành nói, anh là nói Trương Dương. Trần Cương nói, người này lòng ham muốn quyền lực rất nặng, hơn nữa chú trọng chính tích quá mức, ở phương diện này biểu hiện có chút độc đoán. Tôi nghĩ rằng hắn nhất định đã hiểu lầm mục đích công tác của tổ công tác, cho rằng chúng tôi là can thiệp quyền lực của hắn, cho nên sinh ra một số tâm lý nghịch phản. Tâm lý nghịch phản Hạng Thành nghe đến câu cuối cùng thì đã minh bạch ý tứ của Trần Cương, Trần Cương là đang nói, Trương Dương xuất lĩnh công an Tân Hải tới cảng khu mới tra án là để thị uy với bọn họ, cũng thông qua phương thức này biểu đạt sự bất mãn đối với việc bọn họ phái ra tổ công tác. Trần Cương gật đầu nói, Bí thư Hạng, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hành vi của hắn tuyệt đối không phải là xung động nhất thời, mà là một lần hành động có mục đích, tôi đã sớm nói qua rồi, từ lúc hắn tới Tân Hải hắn luôn án chiếu theo khái niệm của bản thân hắn để biến cách ban lãnh đạo Tân Hải. Tuổi của hắn tuy rằng không lớn, nhưng vô cùng chuyên quyền độc đoán, không chịu nghe bất kỳ thanh âm bất đồng nào. Lúc trước Trần Khải trên công tác không có bất kỳ khuyết điểm nào mà vẫn bị hắn đá ra khỏi Tân Hải. Mục đích của hắn là để điều trình Diễm Đông đến, bởi vì trình Diễm Đông là hắn một tay để bạt lên, tất nhiên so với Trần Khải thì nghe lời hơn, mặc kệ hắn phát ra mệnh lệnh như thế nào, trình Diễm Đông đều sẽ không chút do dự chấp hành, chuyện hôm nay phát sinh ở cảng mới đã đủ để chứng minh chuyện này. Bí thư hạng, tôi dám cam đoan, không lâu nữa, hắn còn có thể sẽ lại đề bạt Trình Diễm Đông, Trình Diễm Đông tiếp theo sẽ lên làm bí thư ủy ban chính pháp Tân Hải, thậm chí là thường ủy cũng có thể. Hạng Thành nghe đến đây, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 191